Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 54, sóng gió diệt quái, 2. Trận ẩu đã lại tiếp tục được một lúc, nghe sư mẫu tôi nói tên thủ lĩnh đó cũng lợi hại lắm, trước là chém chết chim chín đầu, sau lại xử lý ma lạc đầu luôn. Ngoại hình của ma lạc đầu cũng giống như người bình thường vậy, chỉ khi đến đêm mới kéo dài cổ ra thôi, mỗi lần kéo ra còn dài hơn hưu cao cổ nữa kia, những ma lạc đầu nào mà đạo hạnh cao hơn chút còn có thể tách rời phần đầu. Liên quan đến ma lạc đầu ở thời cổ đại còn có một câu chuyện dân gian, Chu Hoàn là một tỷ nữ, mỗi đêm sau khi ngủ, đầu của cô ấy sẽ tự động bay đi mất cho đến khi trời sáng, cái đầu mới về với cơ thể của mình. vào một đêm nọ, đầu của cô tỷ nữ lại bay ra ngoài. cô tỷ nữ cùng phòng với cô mơ màng nhìn thấy chân của cô bị rơi xuống, liền có lòng tốt đắp lại cho cô, nhưng vô tình đắp qua phần cổ bị mất đầu. đến sáng hôm sau, đầu của cô ấy muốn bay về chỗ cũ, nhưng lại tìm không được cơ thể của chính mình, thế là đầu cô rơi xuống sàn, đứt hơi mà chết. dù sao thì ma lạc đầu mà sư mẫu làm ra cũng không phải là chân thân đầu không thể lìa ra được, chỉ có thể dựa vào cái cổ dài để tác chiến với âm binh, cho nên mới bị đao xích chặt đứt đầu. Còn chim chín đầu vừa hiện thân đã chết, ma lạc đầu cũng bị người ta chém một phát ngủm luôn, tiếp theo sau đó không lâu, sư mẫu tôi nói hai con rắn của bà lão xà cốt cũng bị âm binh giết chết rồi, thê thảm nhất là con ma treo cổ, cô ấy vốn dĩ là treo cổ tự vẫn mà, lần này lại bị âm binh dùng xích quấn lấy phần cổ, xiết đến chết lần nữa. Tôi nghe sư mẫu nhắc đến từ thê thảm, lại cảm thấy đám quỷ quái này rất đáng thương. Tuy diện mạo bọn chúng có phần xấu xí, nhưng lần này lại vì bảo vệ tôi mà chết thảm như vậy. Quỷ quái thương vong nặng nề, âm binh cũng không khá hơn là bao. Quỷ không đầu chiến đến cạn kiệt sức lực, con ma trành đó chỉ giỏi nhất mượn thế, hắn nép vào người của quỷ mất đầu, hai người hòa làm một giết được biết bao nhiêu âm binh mà nói. Tiếng chém giết vẫn còn chưa ngừng, tôi nấp ở phía dưới cửa sổ, nghe trong gió tiếng quỷ khóc thần hào liên miên, cảnh tượng như đang nằm mơ vậy. Từ lúc theo chân bạch lão quỷ, trước tiên phải nói đến khi bắt đầu tin vào thế giới quỷ thần, cũng đã nhiều lần nhìn thấy bao nhiêu loại âm linh tà túy. Trong số đó người đẹp nhất chính là cô vợ quỷ lâm thùy hỏa của tôi, kinh khủng nhất chính là tử đảo Vương Phương, không tưởng nhất chính là xác rồng được chứng kiến tận mắt tại đàm cửu long đêm hôm đó. Mà bây giờ đây đám quỷ quái và âm binh đang vì tôi mà khai chiến ngay trong sân, tôi cảm thấy nhân sinh tôi như bị xé toạc ra vậy. Một bên là chuyện nhà chuyện cửa thế tục thường tình, một bên là quỷ dị thất thường chấn động kinh hãi. Âm dương bất phân, thật giả nan biện, có thể hai bên đều là thật, chỉ là bởi vì tôi vốn dĩ đang hành tẩu trên hai bờ cõi âm dương. Một tiếng sấm kéo đến khiến tôi bừng tỉnh, bên ngoài cửa sổ đang lóe lên những tia chớp thật mãnh liệt. Toang rồi, sư mẫu tôi kêu lên, làm sao thế, tôi vội vàng hỏi bà, có người đang dở trò sau lưng, giọng nói sư mẫu tôi vừa dứt, mưa gió bên ngoài liền kéo đến. Đám quỷ quái từ dưới hầm đều được làm bằng giấy, không thể đụng nước, mà âm binh thì lại không sao. Giờ đây, cục diện đã xoay chuyển, không cần âm binh ra tay, đám quỷ quái đó sau khi dính phải nước mưa, thân thể đều dã rời hết rồi, tất cả đều hóa thành những làn khói đen, như bầy ruồi không đầu bay tản ra tứ phía. Khói đen cũng không trụ được bao lâu, liền bị mưa gió thổi tan, toàn bộ đều tiêu tán triệt để. Đáng lý đêm nay không có mưa mới phải chứ, nếu không thì sư mẫu tôi làm sao dám thả đám quỷ quái này ra chiến với âm binh được. Tạ Lan, Cậu mau chạy ra cửa sau rồi trốn đi, chạy càng xa càng tốt, đám âm binh này để đó cho tôi, bất luận như thế nào, trong lúc lão ta không có ở đây cậu phải bảo toàn tính mạng của mình." Sư Mẫu tôi sốt ruột nói, "Chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi đêm nay là đám quỷ quái đó, bây giờ đều bị tiêu diệt hết rồi, âm binh sắp xông vào tiệm mất thôi." "Tôi đi rồi thì bà phải làm sao đây?" Tôi vội hỏi lại, ngoại trừ hàng mã thì tôi không biết gì về Sư Mẫu tôi cả, cũng không biết bà sẽ đối phó với đám âm binh đó như thế nào trong lòng tôi dối mà còn lo lắng cho bà nữa. Cậu yên tâm đi, sư mẫu của cậu có công đức trong mình, bọn chúng chả làm được gì ta đâu. Huống hồ cho dù cậu ở lại cũng vô dụng, chỉ càng thêm phiền phức cho ta thôi, nhanh lên, bây giờ lập tức chạy từ cửa sau rời đi đi. Tôi không tranh biện thêm nữa, vì tôi không biết đạo Pháp cũng không có phép thần thông, ở lại đây căn bản không giúp được gì cho sư mẫu, ngay lúc đó tôi liền chạy ra cửa sau, nhanh chân rời khỏi. Lúc này mưa gió đã tạnh, Cơn mưa gió này đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như cố tình kéo đến hỗ trợ cho đoàn âm binh vậy. Hèn gì sư mẫu tôi lại nói có người dở trò sau lưng, hôm mưa gọi gió chính là thủ đoạn của đạo môn, chỉ là không biết người đứng sau dở trò là ai thôi. Tôi chưa chạy được bao xa, thì nghe thấy tiếng đạp cửa xông vào của đám âm binh. Phụng Lăng Nguyệt, đám người giấy của người dám tập kích âm binh, tội lớn tay trời, niệm tình người có công bình định oán khí, hôm nay ta không truy cứu chuyện này. Tạ Lan đang ở đâu, mau giao hắn ra đây chương 55, Đạo Cô Tuyết Dương 1 Tôi nghe ngữ khí của người đó quả thật không dám làm gì sư mẫu của tôi, cho nên tôi liền chú tâm chạy trốn, leo qua bức tường ở sân sau, tôi vẫn còn nghe được đoạn đối thoại của sư mẫu tôi cùng với người đó. Tạ Lan không chết thì vẫn còn ở trong phạm vi thiên đạo tuần hoàn, âm thi có thể dáng tai họa, dáng nhân quả, nhưng không thể trực tiếp động thủ bắt người. Đạo mệnh là nghịch thiên hành sự, lấy đâu ra thiên đạo tuần hoàn. Tiếp đó tôi lại nghe sư mẫu tôi bắt đầu tranh chấp với gã âm binh đó, có người phát hiện tôi đang chạy trốn từ cửa sau liền vội vàng cho người đuổi theo tôi tiệm hàng mã nằm bên ngoài thị trấn xung quanh đều không có một bóng người nhất thời tôi không biết mình nên trốn đi đâu cho phải nhà thì chắc chắn không về được rồi đó cha mẹ tôi cũng đã có tuổi rồi không thể để họ chịu thêm sự kinh hãi nào nữa huống hồ chi đây còn là âm binh mượn đường mỗi đêm đều là tôi lén lút trốn ra căn bản không dám nói chuyện âm binh muốn bắt tôi cho họ nghe việc tôi muốn cưới hoàng hà nương nương đã khiến họ đắn đo băn khoăn lắm rồi nếu như họ biết tôi còn dính líu đến âm ty tôi sợ họ sẽ không chấp nhận nổi đâu nghe tiếng vó ngựa của đám âm binh càng lúc càng gần tôi cắn răng chạy bạt mạng vào thị trấn bản địa hầu như nhà nào cũng nuôi chó nửa đêm tôi chỉ cần làm ra một vài động tĩnh thì có thể dọa cho gà bay chó nhảy âm binh mượn đường đều phải ẩn giấu hành sự nếu như tôi gây ra động tĩnh lớn nói không chừng bọn chúng sẽ vì kiêng kỵ bị người khác nhìn thấy sau đó từ bỏ truy sát tôi Nghe tiếng vó ngựa phía sau, tôi không dám quay đầu lại, một hơi chạy ra giữa phố của thị trấn. Trên phố là đường lát bằng đá xanh, chạy trên đất vang lên tiếng bạch bạch, nhưng mà, cảnh tượng gà bay chó nhảy trong suy nghĩ không hề xuất hiện, nguyên cái trấn nhỏ như đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cố ý gây ra động tính cũng không có ai phản ứng gì. Nhà nào nhà nấy đều đen xì, không một nơi nào thắp đèn cả. Tình huống này thật sự rất quỷ dị, khiến tôi nhịn không được mà nghĩ đến truyền thuyết dạ du thần liên quan đến miếu thành hoàng. Trong truyền thuyết dân gian, Nhật giả du thần trực ban tại miếu thành hoàng, bản thân sẽ không tham dự vào việc câu hồn, nhưng ngẫu nhiên sẽ phối hợp công việc của quỷ sai và âm binh mượn đường để che mắt nhân gian. Không lẽ lần này âm binh mượn đường, miếu thành hoàng cũng có phần tham dự, còn mời luôn cả giả du thần sao? Giả du thần có thể khiến tất cả sinh linh đang ngủ chìm sâu vào giấc mộng, không đến trời sáng thì họ sẽ không tỉnh dậy đâu. Trước mắt dù cho tôi có lăn lộn đến cỡ nào, cũng sẽ không có một chút hồi âm gì, tám phần chính là giả du thần đang dở trò rồi còn chi nữa. Nghĩ đến đây, tôi tự biết bản thân đã đi sai ván cờ, chỉ đành căng ra đầu chạy về phía trước. Nhưng tôi chỉ có hai chân, làm sao chạy nhanh hơn ngựa chiến của âm binh được chứ, tiếng vó ngựa đã gần lắm rồi, càng nghe càng rõ mới chết, sau lưng tôi bắt đầu cảm nhận được sát ý của âm binh ùa đến. Lần này âm binh kéo đến không ít người, mặc dù có một số đã bị hạ gục ở tiệm hàng mã của sư mẫu, nhưng giờ đây đuổi theo thôi cũng phải hơn chục người lận thật ra đừng nói là mười mấy người cho dù chỉ một người thì tôi cũng chỉ có thể đợi chết mà thôi đi theo bạch lão quỷ lâu vậy rồi lão hay kể đông kể tây nghe cũng không ít câu chuyện vậy mà bản lĩnh lại không học được tẹo nào cả tôi có thể dựa vào sức lực của bản thân liều mạng với tạ quảng tài nhưng lại không dám đối chọi với âm binh loại quỷ quái khủng khiếp như chim chín đầu cũng bị xử lý sạch sẽ đến thế tạ lan tôi há chẳng phải còn chết nhanh hơn nó nữa sao Thật sự khi tôi chạy đến cỡ này thì bao nhiêu sức lực trong người tôi gần như đã cạn kiệt, bây giờ giữa tôi và đám âm binh đó chỉ còn cách một khoảng ngắn thôi. Tạ Lan, mau lĩnh tử, lúc này tôi chỉ nghe được tiếng hét của tên thủ lĩnh. Nghe được tiếng hét đó, ra đầu tôi căng đến sắp nổ tung luôn rồi. Trong đám âm binh đó, hắn ta là dữ tợn nhất, chính hắn đã chém đứt chim chín đầu để thị uy. Xem ra hôm nay tôi chết chắc rồi, không qua khỏi kiếp này nữa nhưng chỉ cần cái đầu vẫn còn trên của tôi thì tôi sẽ không buông xuôi sự sống, tôi sẽ tiếp tục cắn răng mà chạy. Con phố này ở hướng Nam Bắc, còn tôi thì chạy đến từ phía Nam, lúc này tôi đã sắp chạy đến cuối phố rồi. Cuối con phố dài là một cổng tam quan được chạm khắc bằng đá xanh, khi ấy ở giữa cổng có một người đang đứng đó. Trên người mặc đạo bào màu xanh biển, trong tay cầm kiếm pháp sư, ấy vậy mà là một đạo cô trẻ tuổi, chỉ là đêm hôm khuya khoát nhìn không rõ diện mạo như thế nào. Đừng sợ, Cậu cứ đứng ở đằng sau tôi, để tôi đuổi bọn chúng cho. Vị đạo cô đó nhìn tôi mỉm cười rồi nói, tuy tôi rất muốn biết vị đạo cô này là ai, nhưng nhiều hơn chính là sự cảm kích và kinh ngạc, có người cứu tôi, còn hơn là bị đám âm binh đó đuổi rồi quần cho chết. Chương 56, đạo cô Tuyết Dương 2. Lúc đó tôi trốn ra phía sau đạo cô thì nhìn thấy cô ta đứng cầm kiếm, đối mặt với đám âm binh đầy sát khí. Phúc sinh vô lượng thiên tôn từ khi nào mà người của âm ti lại có thể không một chút cấm kỵ tại nhân gian đến thế. Đợi bọn chúng đến gần rồi đạo cô lên tiếng, ngươi là ai, tên thủ lĩnh âm binh hỏi, bần đạo Khương Tuyết Dương, nghe đạo cô báo ra danh hiệu, tên thủ lĩnh liền giật mình, hỏi lại lần nữa, chính là Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo đương thời. Hàng thật, giá thật, sau khi xác nhận thân phận của đạo cô, tên thủ lĩnh đám âm binh liền lộ ra vẻ mặt do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, hắn vẫn luôn đem theo sát khí để nhìn tôi, chỉ là do sự tồn tại của Khương Tuyết Dương khiến hắn kiêng rẻ không dám nhúc nhích thôi. Bao năm qua âm binh mượn đường ta đã thấy không ít, nhưng phóng túng làm càn như thế này thì quả là lần đầu tiên ta gặp được. Ta thấy cậu thanh niên này tuổi còn trẻ chán, không phải là người sắp tới tuổi phải chết, không biết cậu ấy đã phạm tội gì, khiến các người phải đánh chống khua chiêng, thậm chí còn điều động cả giả du thần hỗ trợ. Khương Tuyết Dương cất lời, tiên cô có điều không biết, hắn ta đã bị điểm máu ba lần mà không chết, vậy thì tôn nghiêm của Diêm quân phải để đâu? Khi nói đến Diêm vương thì tên âm binh này như lấy lại vài phần sức lực. Ha, ha, ta cứ tưởng cậu ta đã phạm tội tài trời gì, thì ra là do phùng chín năm Diêm vương điểm mão sao. Thế bây giờ cậu ta không chết, chính là nằm trong vòng tuần hoàn của thiên đạo, âm ti trực tiếp nhúng tay vào e là có điều không thỏa đáng nhỉ. Nếu như đã gặp phải ta, chứ không hay là từ bỏ ý định đó đi. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của Diêm quân, vẫn mong tiên cô đừng quản chuyện của người khác thì hơn. Tên âm binh kiên quyết đáp, người hở tí là lôi chuyện tôn nghiêm của Diêm quân ra nói, nhưng lại quên rằng nơi đây chính là nhân giới. Nếu như ta để ngươi đem người đi trước mặt ta, vậy thì tôn nghiêm của đạo môn bản tôn để đâu? Ngữ khí của Khương Tuyết Dương bắt đầu trở nên lạnh tanh. Nói thế, tiên cô đây là kiên quyết bảo vệ hắn. Đích thị là thế, nghe giọng điệu kiên quyết của Khương Tuyết Dương, tên thủ lĩnh âm binh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lên ngựa đưa lính rời khỏi thật không ngờ đám âm binh khí thế hừng hừng kéo đến, ra vẻ không giết tôi thể không bỏ cuộc gì đó, thế mà lại bị vài ba câu nói của Khương Tuyết Dương đuổi đi rồi. Tôi càng hiếu kỳ về thân phận của cô ấy hơn, Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo rất nổi danh dưới âm ti sao. Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi nói, đừng khách sáo, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Khương Tuyết Dương trả lời, chắc tôi tin, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Nếu là ban ngày thì còn dễ giải thích, đây đêm hôm khuya khoắt làm gì có đạo sĩ nào sẽ du phương vậy chứ? Sau này tôi mới biết là cô ấy không có gạt tôi, chuyện này thật sự chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vốn dĩ cô ấy đang ngồi thiền ở ngọn núi gần đó, nhìn thấy có người đang triển thuật hô mưa gọi gió trong đạo môn, nên đã đến xem thử. Lúc đuổi theo đến thị trấn thì vừa trùng hợp bắt gặp tôi bị đám âm binh truy sát. Thật sự mà nói thì, ngày tháng gần đây, bên cạnh chúng tôi đã đến không ít cao nhân trong đạo môn thì phải, đàm cửu long bị thiên cơ che giấu hơn 100 năm sẽ có biến hóa lớn trong tiết hạ nguyên, mà hôm đó vừa hay lại là ngày cửu tinh tề tựu ép cung tử vi, rất khó để người ta không liên kết hai chuyện này với nhau. Huống hồ chi đàm cửu long vốn là nơi cấm địa được phủ thiên sư canh giữ, có liên quan đến thủ đoạn thông thiên của vị đạo sĩ năm xưa, chấn kinh tam giới, hành tẩu thiên hạ. Cậu tên là gì, người có thể bị diêm vương điểm máu tận ba lần không chết, trên thế giới này cũng không nhiều đâu. Đạo cô hỏi tôi, tạ lan, cô ấy từng cứu mạng mình chắc mình không nên giấu giếm thân phận nhỉ khương tuyết dương đọc tên tôi rồi lộ ra vẻ suy tư lắm hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nghe qua tên tôi tuy cô không nghĩ ra được gì nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa nếu đổi lại là người bản địa nghe được tên tôi chắc chắn họ sẽ nhắc đến hoàng hà nương nương đầu tiên có thể là do khương tuyết dương vừa mới đến chỗ chúng tôi cho nên cô vẫn chưa biết chuyện gì hôn sự giữa tôi và thùy họa sớm lan truyền khắp trốn âm linh bản địa rồi ngoại trừ người có xã giao với âm linh biết chuyện, các vị đạo sĩ ở Huệ Tề Quán có thể cũng đã biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khương Tuyết Dương, Huệ Tề Quán vẫn chưa đem chuyện này truyền ra ngoài cho những đạo môn khác biết. Tôi thấy hình như đám âm binh đó rất sợ cô, tôi thốt ra nghi vấn trong lòng. Đám âm binh đó cũng chỉ dám lấy người phàm ra thị uy thôi, lúc xảy ra chiến tranh giữa âm ti và đạo môn, có lần nào mà không bị đạo binh giết cho tơi bởi hoa lá cành. Đạo binh, tôi thấy lạ rồi hỏi, ừ, âm ti có âm binh, đạo môn thì có đạo binh chứ sao? Khương Tuyết Dương trả lời, nói thế thì, trên thiên đình cũng sẽ có thiên binh. Tôi lại hỏi, nó đó, tiết hạ nguyên năm nay cửu tinh tề tự, Điểm báo tam giới sẽ hỗn loạn, e rằng một ngày không xa, nhân giới sẽ thấy thiên binh dáng thế thôi. Nói xong câu này, trên mặt Khương Tuyết Dương liền rơi vào trầm tư, cùng những dòng suy nghĩ sâu xa không có lời giải đáp. Trường 57, Hành Tầu Thiên Hạ một nghe Khương Tuyết Dương cũng nhắc đến cửu tinh tề tựu, tôi lại càng hiếu kỳ về việc này hơn, đang mong cô ấy sẽ nói thêm, ai ngờ cô chả nói gì nữa. Cô ấy không nói, tôi cũng ngại hỏi. Qua một lúc cô ta đưa tay lên bấm quẻ, nhìn tôi nói, toàn bộ âm binh đều rút lui hết rồi, giờ cậu về nhà được rồi đó, tôi cũng nên đi đây. Một lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi trả lời, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tương phùng ắt là có duyên. Người rời đi trước là cô ấy, bóng lưng thanh mảnh, kiếm pháp sư đeo trên vai, một bước một trượng, người có võ chỉ phút chốc là không còn thấy tung tích. Tôi nhìn tôi còn giật mình chứ nói gì ai, xem ra đám âm binh đó kiêng rẻ cô cũng không phải không có lý do đâu. Trên đường quay về, không lâu sau tôi đã gặp được sư mẫu, đầu tóc rối bời, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì đuổi theo tìm tôi. Nhìn thấy tôi không sao, sư mẫu thở phào nhẹ nhóm, thở dốc hỏi tôi, âm binh đâu rồi? Trời ơi mẹ ơi, để ta thở cái đã, bị một vị đạo cô đuổi đi hết rồi. Tôi trả lời, đạo cô, cô ấy bảo mình tên là khương tuyết dương khương tuyết dương của toàn chân giáo sư mẫu tôi lộ ra một vẻ mặt kính nể ờ tôi gật gật đầu sau đó đem đầu đuôi câu chuyện của khương tuyết dương đuổi đám âm binh kể hết cho sư mẫu tôi nghe rồi tôi hỏi sư mẫu bộ khương tuyết dương nổi danh ở âm ty lắm hay sao cô ấy có lai lịch gì vậy đâu chỉ là nổi danh mà là quá nổi luôn á cậu có nghe qua hành tàu thiên hạ trong đạo môn rồi đúng không một trăm mấy năm trước vị đạo sĩ đó chính là hành tàu thiên hạ của phủ thiên sư mà khương tuyết dương này chính là hành tàu thiên hạ của toàn chân giáo đấy sư mẫu tôi nói thật không thể ngờ lai lịch của khương tuyết dương lại lớn như thế danh xưng hành tàu thiên hạ này có nghĩa là mặt mũi của đạo chính thống và môn phái cho dù bản lĩnh không phải là cao nhất nhưng cũng sẽ không thua kém gì trưởng môn đâu vị đạo sĩ hơn một trăm năm trước đến cả trưởng môn cũng không phải là đối thủ của người đó cơ mà Toàn chân giáo chính là một trong năm đạo chính thống lớn, hành tàu thiên hạ của họ chắc chắn không thua kém đạo hạnh của các giáo phái khác, chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại là một đạo cô trẻ tuổi đến vậy. Trên đường trở về, sư mẫu đã kể tôi nghe câu chuyện truyền kỳ của đạo môn có liên quan đến Khương Tuyết Dương. Chuyện kể rằng vào một năm nọ Khương Tuyết Dương đến núi Trường Bạch để tìm Thảo Dược, khi dừng chân tại một cái thôn lại gặp phải xà tiên tác quái. Núi Trường Bạch ở tại quan ngoại, người xưa có câu Phật phương Nam, tiên phương Bắc, hồ hoàng bất độ sơn hải quan. Núi Trường Bạch là địa bàn của giã tiên, thông thường đạo môn nhân sĩ ít khi bước chân đến nơi này lắm. Khương Tuyết Dương nhìn thấy cô gái bị xà tiên dằn vặt đến không ra gì nữa, trong lòng liền phẫn nộ, lập tức bố trận ép xà tiên ra ngoài. Sau khi xà tiên hiện thân, không chỉ không biết hối cải, ngược lại còn chửi Khương Tuyết Dương lo chuyện bao đồng, nói quan ngoại được cai quản bởi Hồ Tam Thái Gia, không đến lượt một đạo cô như cô nhúng tay vào. Tính tình xà tiên tà đê, âm nhất, nhìn thấy Khương Tuyết Dương dung mạo xinh xắn, thậm chí còn muốn đánh chủ ý lên cô, nó phun một ngụm khói vào mặt. Ngụm khói này của xà tiên không phải dạng vừa đâu, cho dù là trinh khiết liệt nữ cũng không thể nào chịu được. Tuy rằng khi đó Khương Tuyết Dương vẫn chưa hành tẩu thiên hạ, nhưng dù sao cũng là đệ tử xuất thân từ đạo chính thống lớn, sao mà có người dám sỉ nhục cô ấy như vậy chứ? Thế là cô không nói thêm lời nào, rút kiếm pháp dự ra chém xà tiên thành 10 khúc. Nghe tin xà tiên bị giết, mọi người trong thôn muốn khóc sòng luôn, liền kéo tay của Khương Tuyết Dương đến miếu xà tiên để thỉnh tội với lão tổ xà tái hoa. Trong 73 đường giã tiên tại quan ngoại, thường tiên sát khí nặng nhất, lĩnh binh quan ở miếu đường đều là đệ tử của thường tiên, mà xà tiên và thường tiên lại không phân chia nhà cửa. Khương Tuyết Dương đã giết con cháu của xà tái hoa, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như bang thường tiên ra mặt, e là nguyên cái thôn sẽ gặp tai ương mất. Khương Tuyết Dương vốn có thể phủi tay rời đi, với sức mạnh thần thông của cô thì đám thôn dân đó căn bản không ngăn cản cô được. Nhưng đạo sĩ tu hành lại coi trọng nhân quả nhất, cô cũng biết bản thân giết xà tiên thì đã dính phải nhân quả rồi, chuyện này cô ấy giải quyết vẫn hơn. Thế là cô liền đi theo thôn làng đến trước bài vị của xà tái hoa, sau khi vào trong, đám người đó bảo cô phải khấu đầu với xà tiên trước. Nói tới đây, sư mẫu quay qua hỏi tôi, cậu đoán xem cô ấy có khấu đầu không? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, Khương Tuyết Dương đuổi được đám âm binh oai phong như thế, liền trả lời rằng không khấu. Chật lất, cô không nói lời nào liền lập tức khấu đầu hẳn ba cái luôn. mươi 58, Hành tàu thiên hạ 2, kết quả này thật sự khiến tôi không tưởng, tuy nói đạo sĩ tại quan ngoại không có sức ảnh hưởng lớn như dã tiên, nhưng toàn chân giáo của đạo môn đâu phải đám yêu tinh quỷ quái này muốn tùy ý sỉ nhục là sỉ nhục được đâu. Nếu như người cô khấu đầu là Hồ Tam Thái Gia thì không có gì để nói, bởi vì Thái Gia trong đạo giáo cũng có bài vị hộ pháp, mà gã xà tái hoa này được tính là thần thánh phương nào đây. Tiếp theo sau đó lời nói của sư mẫu đã giải được những thắc mắc của tôi, bà nói khi Khương Tuyết Dương khấu đầu xong. Bài vị của xà tái hoa nổ tan nát ngay lập tức. Vẫn chưa xong đâu nha, sau khi bài vị của hắn nổ tanh bành, tất cả những con rắn trong thôn đều bỏ chạy vào núi cùng một lúc. Khi ấy đang là mùa đông, đáng lý là mùa ngủ đông của loài rắn, trên đường nhảy xào không biết đã cóng chết biết bao nhiêu con rắn luôn. Lần này thì thôn dân ai nấy đều xem đần hết người, cũng không lo lắng sẽ bị thường nhị lang trả thù nữa, ngược lại khương tuyết dương được mọi người lập hẳn cái bài vị để thờ phụng nhang khói thời gian đó danh xưng hành tàu thiên hạ của toàn chân giáo vẫn chưa có người thích hợp xảy ra sự việc đó trưởng giáo liền lập tức đưa khương tuyết dương thượng vị luôn hành tàu thiên hạ phải có bản lĩnh của danh xưng này khương tuyết dương ngay cả quan ngoại cũng đi lại như thường toàn chân giáo ngoại trừ cô ra còn ai đủ tư cách nhận danh xưng hành tàu thiên hạ này cơ chứ tiết hạ nguyên đã gần ngay trước mắt bây giờ khương tuyết dương cũng đã có mặt sợ là không bao lâu nữa Đàm Cửu Long sẽ trở thành nơi phong vân tế hội mất. Bí mật ẩn giấu hơn 100 năm, cũng đã đến lúc lộ rõ chân tướng rồi. Nói xong, sư mẫu tôi liền cảm thán một hơi, vậy rốt cuộc Đàm Cửu Long đã ẩn chứa bí mật gì vậy nhỉ? Dựa vào những manh mối tôi đã biết, trong Đàm Cửu Long có xác rồng, phía sau xác rồng còn có sự thần bí gì đang tồn tại, Phật gia đã từng nhìn thấy nó, còn vì nó mà xém chút là hỏng luôn cặp mắt. Còn có hai cốt còn sót lại của Hoàng Hà Đại Vương, nói không chừng oan hồn của họ vẫn còn quanh quẩn dưới đó. Đàm cửu long còn có liên quan đến thân thế của tôi, bởi vì bạch lão quỷ nói nếu như tôi muốn biết thân thế của bản thân thì phải dùng phân thủy kiếm ních thân xuống đó một chuyến. Ngoại trừ thân thế của tôi, dưới đàm cửu long còn có sai lầm tài trời mà vị đạo sĩ ngày xưa gây ra, tôi không nghĩ ra đó là sai lầm gì, mà có thể khiến hành tàu thiên hạ kinh tài diễm tuyệt phải dùng tính mạng của mình để bù đắp vào. Tính thời gian thì, âm thân của Thùy Hỏa còn hai ngày nữa đã vĩnh cố hoàn toàn, khi đó chúng tôi đã có thể gặp nhau rồi, tôi không thể giống như lần trước đè nén những thắc mắc này nữa. Khi gặp được cô ấy nhất định tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện, về đến tiệm hàng mã, nhìn đống xác của âm binh nheo nhóc trong sân, tôi hỏi sư mấu tính xử lý như thế nào. Mặc kệ thôi, trời sáng nó tự động biến mất à. Sau ngày hôm nay, trong thời gian ngắn âm ti sẽ không kiếm chuyện với cậu nữa, nhưng cậu cũng không được lơ là thiếu cảnh giác, Khương Tuyết Dương cứu cậu chỉ khiến âm binh càng căm hận cậu hơn thôi. Lần này chỉ là âm binh kéo đến, lần sau có khả năng là quỷ tướng cũng không chừng. Sư mẫu tôi nói, âm binh có chiến lược thấp nhất tại trốn âm ti, phía trên âm binh chính là quỷ tướng, truyền thuyết kể rằng có đến 36 vị quỷ tướng ở trốn âm ti lận đấy. Trên quỷ tướng một bậc chính là âm soái có đến 10 vị âm soái tại âm ti. Cao hơn chính là tứ đại phán quan, cộng thêm một vị tuần dương phán quan mới nhậm chức. Thập điện Diêm Vương ở trên phán quan một bậc, tiếp đó chính là ngũ phương quỷ đế, lục đạo cai quản giám sát và cũng là trùng cuối trốn âm ty thời đại mặt pháp chư thần quy vị diêm vương chính là chức quan lớn nhất âm phủ về phần phong đồ đại đế trong truyền thuyết đã tồn tại trong giới thần tiên rồi và nó cũng chỉ có thể là truyền thuyết mà thôi nghe sư mẫu tôi nói lần sau sẽ đến lượt quỷ tướng đối phó với tôi tôi lại yêu uất kể khổ chỉ tiếc là tôi không có chút bản lĩnh nào trong người lúc nào cũng cần phải có người bảo vệ lão bạch không dạy cho ngươi những kỹ năng đó đều có nguyên nhân cả nguyên nhân gì chứ tôi và lão đều là âm nhân cũng chính là bàng môn tà đạo trong miệng của đám đạo chính thống. Lão ta thì lợi hại hơn tôi nhiều, cho dù không bì được với danh xưng kinh tài diễm tuyệt hành tàu thiên hạ, nhưng cũng chả thua kém gì nhiều đâu. Tôi cũng từng hỏi lão vì sao không dạy cho cậu một ít để phòng thân, lão lại nói bàng môn tà đạo chỉ làm lỡ con đường sau này của cậu thôi. Được thôi, thật ra tôi cũng muốn trả lời rằng, nếu như không còn mạng để sống thì nói chi đến con đường sau này. Cấp bậc thấp nhất của âm phủ là âm binh, đối với tôi mà nói nó như tử thần đang tồn tại trong tôi vậy, nếu như quỷ tướng mà đến, e là chỉ cần chừng mắt nhìn tôi thôi thì cũng đủ tôi ngủ mẹ rồi. Nhưng mà, sư mẫu tôi nói bạch lão quỷ có thể sánh ngang với hành tàu thiên hạ, về điểm này khiến tôi cực kỳ cạn lời. Thầm than vãn, lão hồ ly này không được đoạt cúp vàng giải Oscar thì quá phí của trời đi. Cậu cũng không cần phải lo sợ về quỷ tướng lắm đâu, mấy ngày này âm ty bận xử lý việc có liên quan đến nước sông Hoàng Tuyền của Phủ Thiên Sư, quỷ tướng nhất định chưa động thủ được, đợi lúc quỷ tướng đến thì cậu với hoàng hà nương nương cũng đã xong xuôi hôn sự rồi đến khi đó cho dù bạch lão quỷ không có ở đây thì cũng không ai dám động vào cậu nữa sư mẫu tôi nói sư mẫu thùy họa thật sự có thể đánh bại quỷ tướng sao tôi hỏi ha ha đừng nói là quỷ tướng cho dù âm soái có đến cũng chỉ có thể nuốt hận tại hoàng hà mà thôi chương năm mươi mỹ nhân trong nước một nghe sư mẫu nói thùy họa lợi hại đến thế trong lòng tôi hoài nghi nhân sinh thật khi vương ra cầu hôn ngày hôm đó rõ ràng thùy họa đã lộ ra vẻ mặt khao khát đối với hoàng hà lệnh nếu thật sự thùy họa lợi hại như lời của sư mẫu chỉ là một tấm lệnh hoàng hà nhỏ bé thì chả là cái thá gì đối với cô cả vậy thì chỉ có khả năng là hôm đó cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi lại là một đêm không về nhà khi nhìn thấy tôi khuôn mặt cha mẹ tôi lộ ra vẻ thắc mắc nhưng tôi không nói gì với họ cả đâu thể nói với họ con trai của ông bà vừa mới bị âm binh đuổi cả đêm chứ, thật ra thì mấy ngày nay hành tung của tôi cứ suốt quỷ nhập thần, cha mẹ tôi đã bắt đầu nghi ngờ mất rồi. Vương Phương gây ra việc tử đảo lên bờ, gia đình anh tôi lại nuôi thêm tiểu quỷ, cha mẹ tôi luôn hoài nghi những chuyện này có liên quan đến tôi, dù gì thì ban đầu huệ hương tác quái cũng là do tôi dẫn phát mọi chuyện. Chớp mắt thời gian 7 ngày đã trôi qua, đêm nay chính là ngày hẹn gặp mặt của tôi và Thùy Họa, mà đột nhiên mẹ tôi đến tìm tôi để nói chuyện. Lan Nhi à, hoàng hà nương nương sắp đến nhà chúng ta rồi con xem trong nhà còn thiếu gì không cha mẹ đều là người thường cũng không biết phương diện này có cấm kỵ những gì phải mà bạch lão quỷ còn trong thôn thì còn có ông ta giúp đỡ giờ ông ấy không ở đây mẹ cùng với cha chỉ biết luống cuống tay chân mà thôi mẹ không cần phải làm gì nhiều quá đâu mà cô ấy lên bờ để cưới gả đương nhiên phải dựa theo lễ tiết của chúng ta rồi chả phải người xưa có câu có chồng theo chồng cưới gì theo đó sao tôi đáp lời mẹ ừ nói cũng phải, từ xưa đến nay Hoàng Hà Nương Nương đều là những cô nương số khổ, nếu như con đã quyết định sống cùng người ta cả đời, thì phải đối xử tốt với vợ mình, nghe con, mẹ ơi vợ con lợi hại đến vậy, cho con 10 cái gan con cũng không dám vô lễ với vợ con đâu ạ. Tôi chỉ nghĩ thế chứ chả dám thốt lời với mẹ, tâm sự với mẹ được một lúc, bất chợt tôi hỏi mẹ cảm thấy tôi là con người như nào. Tôi muốn biết Thùy Họa rốt cuộc thích gì ở tôi, nguyên nhân nào khiến cô ấy chịu ủy khuất mà gả cho tôi. Con á, tướng mạo không phải kiểu đặc sắc gì, cũng trả lương thiện như anh trai con. Mẹ tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nói thế, chính là không có cái gì để các cô gái thích sao. Tôi sụ mặt nói, có được lòng người ta hay không thì mẹ cũng chả nói rõ được, củ cải rau xanh mỗi người có mỗi sở thích riêng mà con. Mẹ chỉ biết lúc con còn nhỏ thì không được, vì con quá mưu mô đi. Mưu mô, chính là bí hiểm, kiểu như không muốn ai lại gần ý. Nhưng tôi nhớ lúc nhỏ năm nào tôi cũng là học sinh thân thiện đoàn kết hữu ái kia mà, nên tôi đã hỏi mẹ tôi sao lại nói thế. Cái tính ngư mô của con đã ăn sâu vào trong xương máu rồi, sợ rằng chính bản thân con cũng không nhận ra nữa. Con đừng quên là ba tên lưu manh già kia đến bây giờ vẫn còn trốn con đấy. Mẹ tôi cười rồi nói, lời nói của mẹ khiến tôi nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra lúc nhỏ. Khi tôi còn học tiểu học, có một đợt cha tôi nghiện đánh mạt trượt lắm. Mà khi ấy nhà tôi thì nghèo, năm đồng một tệ cũng cực được nữa, không có chơi lớn như ở sòng đâu, đơn thuần chỉ là chơi cho vui mà thôi. Cha tôi là một người thật thà, những người thường xuyên tìm ông đánh bài sẽ dùng lời nói để lợi dụng ông, kèm thêm mẹ tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhiều khi đùa giỡn có hay quá chớn. Cụ thể tôi làm gì nói gì tôi cũng chả còn nhớ rõ nữa, nhưng lúc đó tôi như bị thần kinh mộng du vậy, nói chung là từ hôm đó về sau, ba tên đó nhìn thấy tôi sẽ tránh đi chỗ khác các kiểu. Về sau tôi có hỏi cha tôi hôm đó tôi đã làm gì, thì ông nói tôi đã làm gì đâu, chỉ chừng mắt nhìn đám người đó vài cái thôi à. Đấy là câu trả lời của cha tôi, nhưng ba người đó lại trả lời không giống vậy. Họ nói lúc tôi chừng mắt nhìn họ, ánh mắt đó nham hiểm vô cùng, so với ác quỷ của địa ngục thì còn đáng sợ hơn thế. Những chuyện tương tự như thế cũng xảy ra rất nhiều trong thời thơ ấu của tôi, nhiều khi mẹ tôi thả để tôi tè dầm trên giường, cũng không muốn gọi tôi dậy để ra nhà vệ sinh là thế, bà bảo dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ của tôi là đáng sợ nhất. Cũng may, dần dần những chuyện lạ lùng này đã biến mất theo năm tháng tôi trưởng thành. Nói đến việc trộm mạng, trong lòng tôi còn rất nhiều nghi hoặc, bạch lão quỷ giấu chuyện này không lộ một tí, đến cả sư mẫu cũng không biết lão đã trộm mạng của ai. Ai ra, tôi nghi ngờ Thùy Hỏa đã giấu giếm lai lịch của bản thân, nhưng tôi lại biết được bao nhiêu về thân thế của mình cơ chứ. Mạng của người khác thì đến từ lục đạo luân hồi, mà mạng của tôi lại là nghịch thiên trộm đến. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chào mẹ rồi ngưng cuộc trò chuyện sau đó thì đi đến thôn Hạ Bá. Lần trước tôi đến gặp Thùy Họa, trong lòng tràn đầy sự kỳ vọng, nhưng lần này lại mang theo vài phần nghi hoặc. chương 60, Mỹ Nhân trong nước hai, nghi tâm sinh ám quỷ, đến cả tượng điêu khắc bằng ngọc cũng không còn linh thiêng như trước, chỉ còn lại một chút ý nghĩa huyền bí khó lường. Gió đêm dịu dàng, nước sông Hoàng Hà vẫn chảy chậm chậm. Cảm nhận sắc đêm tuyệt vời như thế, trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Không còn suy nghĩ lung tung nữa, chú tâm vào việc đợi âm thân của Thùy Hòa. Bất luận cô ấy gả cho tôi vì động cơ gì, chỉ cần cô ấy dám gả thì tôi dám cưới, hôn sự này là đích thân bạch lão quỷ sắp xếp cho tôi, nhất định lão sẽ không hại tôi. Đợi được hồi lâu, cũng không thấy làn xương trắng bốc lên từ dưới sông, tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cô ấy. Tiết hạ nguyên gần ngay trước mắt, rất nhanh đàm cửu long sẽ trở thành nơi phong vân tế hội. Không chỉ tinh anh từ các đạo môn khắp nơi kéo đến, âm ty cũng sẽ cử cả đoàn người đến đây. Thùy họa vốn dĩ là âm linh, bản thân âm linh phải chịu sự cai quản của âm ti, còn là dị loại trong mắt đạo môn muốn trừ khử. Không lẽ cô ấy thật sự đã gặp phải phiền phức gì rồi? Chính ngay thời điểm tôi càng lúc càng sốt ruột vì cô ấy, thì mặt nước giữa sông bắt đầu chuyển động, lay vỡ cả mặt sông đầy ảo ảnh. Mặt nước chuyển động càng lúc càng kịch liệt, tôi đang vô cùng ngạc nhiên, thì tùy theo tiếng nước vang dội, bóng dáng của Thùy họa uyển chuyển trong làn nước. Sau này tôi mới biết, mượn xương trắng hiện thân chỉ là thủ đoạn của âm linh mà thôi, lần này trực tiếp chuyển động trong nước chính là biểu tượng của âm thân được vĩnh cố. Ngay lúc này chỉ thấy thủy hỏa đang nổi trên nước, lộ ra nửa thân trên đến eo, mái tóc đen mùn ướt át ở phía sau đầu. Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ giống như lần trước bước từng bước đến chỗ tôi, nhưng không ngờ lần này cô ấy lại tựa như nàng tiên cá bơi nhẹ nhàng về phía tôi đang đứng. Lụa đỏ trên người cô ấy đã nói rõ mọi vấn đề, trước đó cô ấy không dính một giọt nước nào trên người, bây giờ lụa đỏ đã bị thấm ướt dưới nước, đang ôm sát lên thân thể yêu kiều của cô. Còn có thái độ của cô, trước đây tôi có nhìn thế nào thì cô ấy cũng không để tâm gì, bây giờ tôi chỉ vừa nhìn một chút đã đỏ ửng mặt, cô ấy nhịn không được đã lên tiếng hỏi tôi, anh còn muốn nhìn bao lâu nữa, giải thích một chút về xương hô của hai người này nhé. Trường trước gặp nhau vì Hoàng Hà Nương Nương vẫn còn chưa cố định âm thân nên vẫn sử dụng xương hô thời phong kiến. Còn bây giờ sắp về làm vợ người ta rồi mình chuyển sang xương hô là anh, em hết giải thích tôi thu hồi tầm mắt nhìn đi chỗ khác nếu như cô ấy vẫn còn là thiếu nữ lâm gia bị oan ức mà chết lúc này tôi nhất định sẽ ôm cô ấy rồi hứa hẹn cả đời đàn ông đều có dục vọng bảo vệ bẩm sinh nhưng lâm thùy họa lại không cần đến sự bảo vệ từ tôi khi tôi hỏi sư mẫu thùy họa có thể đánh bại quỷ tướng hay không sư mẫu tôi liền nói cho dù âm soái có đến thảo phạt cô thì cũng chỉ có thể nuốt hận hoàng hà mà thôi không còn nghi vấn gì nữa lâm thùy họa như này đối với tôi mà nói vô cùng xa lạ Rốt cuộc em là ai?" Tôi hỏi lại, biểu cảm đầu tiên của cô là ngây ra, tất nhiên là không ngờ vì sao lại hỏi mình như thế, tiếp đó vẻ e thẹn ngại ngùng trên mặt toàn bộ biến mất, cô lạnh lùng nhìn tôi nói "Cái này quan trọng lắm sao?" Nghe cô ấy đổi giọng, trong lòng tôi càng nguội lạnh hơn rồi. Tại sao lại bịa chuyện để gạt anh? Trận chiến tại Đàm Cửu Long, tám vị Hoàng Hà đại vương đều chết hết, anh thật sự nghĩ không thông Hoàng Hà nương nương chịu oan 400 năm trước làm sao sống đến tận bây giờ chứ? Tôi buồn bực đáp: những gì em từng nói với anh đều là thật còn những gì em không nói hoặc là chưa nói bây giờ anh cũng không cần thiết phải biết đến nữa tôi không ngờ cô ấy sẽ trả lời tôi như vậy nhất thời không biết nên hỏi gì thêm nữa nhưng nghĩ đến tôi hiện tại sống chết cũng không làm chủ được cùng với bạch lão quỷ đã cực khổ mưu hoạch hôn sự này thân thế của cô ấy tôi có thể không hỏi đến nhưng có một chuyện nhất định tôi phải hỏi rõ em thật sự nguyện ý gả cho tạ lan anh làm vợ sao ha ha anh cảm thấy lâm thùy họa này sẽ lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn với anh sao thùy họa lạnh mặt hỏi ngược lại tôi được đêm nay theo anh về nhà ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành hôn lễ tôi đi ở đằng trước thùy họa đi theo phía sau dọc đường chúng tôi chả ai nói chuyện với ai cả bước chân của cô ấy nhẹ lắm có nhiều lần tôi muốn quay đầu lại nhìn xem cô ấy có theo kịp tôi không nhưng tôi đã kiềm lòng lại được tạ lan tôi không thể đảm bảo được sự sống chết của bản thân nếu như tôi chỉ xem thùy họa như ân nhân cứu mạng đương nhiên tôi sẽ rất cảm kích cô ấy. Nhưng mà tôi đây là cưới cô ấy về làm vợ, không có người đàn ông nào nguyện ý cưới một người dưng về làm vợ cả, trừ khi là không có ý định cùng cô ấy đi đến cuối đời. chương 61, đón dâu, một cô ấy không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, dám gả thì dám cưới, thế thôi, nếu như muốn xem tạ lan tôi là một thằng ngốc không biết gì để chiêu đùa, vậy thì tôi thà là không cần cô ấy bảo vệ cho tôi đâu. Thật ra chỉ cần cô ấy nhẹ nhàng giải thích một chút với tôi, hoặc là giọng điệu cô ấy mềm mỏng một chút thì chúng tôi sẽ không trở nên cứng nhắc đến thế. Nhưng mà ngữ khí lạnh lùng của cô ấy khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi đã sống không ra gì hơn 20 năm qua, chịu đủ sự khinh miệt của người khác, nếu thật sự cô ấy cũng đối xử với tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không tài nào chấp nhận được. Đây chính là ý nghĩ của tôi hiện giờ, sau này tôi mới nhận ra sở dĩ tôi còn sức để chiến tranh lạnh cùng với Thủy Họa, không phải là tôi giỏi giang gì, mà là vì trong lòng tôi sớm đã xem cô ấy là người yêu của tôi lúc nào không hay. Con người ta chỉ khi ở bên cạnh người thân thiết nhất, mới có thể không kiêng rè gì mà phát tiết cảm xúc. Khi đi đến cửa nhà, tôi quay người nhìn lại, thấy cô ấy vẫn âm thầm đi theo tôi, trong lòng tôi liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cô ấy giữa đường biến mất, trước tiên không nói tôi sẽ gặp phải tử khiếp trong tiết hạ nguyên, bạch lão quỷ chưa về thì ai sẽ là người giúp tôi đối phó với quỷ tướng. Bây giờ đã là 2 giờ đêm, đèn trong sân nhà vẫn còn sáng. Cha mẹ tôi biết tôi đến cổ tế đài đón người, cho nên vẫn luôn đợi tôi về. Tôi bước vào cửa, nhìn thấy Thủy Họa vẫn còn đứng đó không động, nên đã hỏi có phải em muốn thay đổi ý định rồi không? Không phải, trước cửa nhà anh có thần giữ cửa, anh phải mời em vào, thì em mới có thể vào được. Nghe cô nói thế tôi mới nhớ ra, tuy bây giờ cô ấy không khác gì với người phàm, nhưng vẫn chất vẫn là âm linh. Với đạo hành của em, thần giữ cửa chắc sẽ không cản được em mới đúng chứ nhỉ. Em nguyện làm vợ anh, nhà của anh thức là nhà của em, hà tất phải làm khó thần giữ cửa nhà mình chứ. Tôi không ngờ cô ấy sẽ suy nghĩ đến cả cái này, khuôn mặt ba tất của tôi phút chốc liền đỏ hết cả lên. Thế là tôi vội vàng làm động tác mời khách, nói tạ ra nhị tử, mời Lâm Thùy Hỏa vào nhà. Vào trong sân, tôi đưa Thùy Hỏa vào phòng trước, rồi chỉ lên đống quần áo giấy đang đặt trên giường nói, đống quần áo này là anh đặt làm cho em, Em chọn đi, đợi chốc nữa anh đốt cho em mặc vào, sau đó anh dẫn em đi gặp cha mẹ." Dạ, Thùy Họa nhẹ nhàng trả lời, cặp mắt long lanh đang dán chặt vào đống quần áo giấy trên giường. Phụ nữ ấy, chả bao giờ chống lại được sự mê hoặc của trang phục, hoàng hà nương nương cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, bị một tấm lụa đỏ quấn suốt 400 năm như vậy thì đổi lại là ai cũng không thể nào chịu nổi. Tôi đi đến nhà chính, vừa gõ thì bên trong liền mở cửa ngay, khuôn mặt cha mẹ tôi lúc này căng thẳng lắm nhìn vừa thương vừa buồn cười tuy họ đã chấp nhận hôn sự của tôi và hoàng hà nương nương nhưng khi biết người đã vào nhà rồi thì trong lòng ông bà vẫn còn hoang mang lắm mà họ xem hoàng hà nương nương là thần cũng được là ma cũng chả sao trung quy cô ấy không phải là người không phải người thì tức là rất dễ phạm dương kỵ đã đón người về rồi sao mẹ tôi liền hỏi con đón về rồi ạ à? thế rồi như nào thì cũng giống người bình thường như ta thôi mà mẹ có bóng luôn hả con chả chú ý đến nữa thế có cầm không mẹ nghe nói mà quỷ đều không có cầm phải không con cầm vê lai like hẳn hoi nà cái thằng này cứ trêu mẹ mẹ đã hỏi tôi biết bao nhiêu là câu hỏi tôi đều trả lời không sót câu nào có nhiều câu nghe xấu hổ thật sự ví dụ như mẹ tôi vậy mà lại hỏi bây giờ vì họa ngủ chung với tôi thì cô ấy có lén hít trộm dương khí của tôi không rồi làm sao tôi trả lời được tôi đã ngủ chung bao giờ đâu nhưng mà dựa theo điều lệ phép tắc trước giờ bạch lão quỷ không bao giờ hại tôi thì đa phần tôi và Thùy Họa đều có thể làm chuyện đó, nhưng trước tiên cô ấy phải đồng ý đã. Tôi thấy cha tôi cứ ngồi hút thuốc chả nói gì, tôi liền hỏi ông có thắc mắc gì không. Cha thì không có gì để hỏi cả, vừa nãy hai đứa đứng ngoài cửa nói gì cha cũng nghe rồi, cô ấy tôn trọng thần giữ cửa nhà mình, việc này chứng tỏ cô ấy không xem chúng ta là người ngoài. Cha tôi liền nói, vậy được rồi, cha mẹ chuẩn bị chút đi, rồi lát nữa con dẫn cô ấy ra cho cha mẹ gặp. Nửa đêm nửa hôm có con dâu nào ra mắt cha mẹ chồng cơ chứ? sớm ngày mai rồi gặp cũng được mà con. Mẹ tôi cười rồi mắng, cũng đúng hầy, tôi trả lời, tôi cười hề hề rồi bước ra từ phòng cha mẹ, rồi đi về phòng của mình. Quần áo giấy trên giường toàn bộ đều được trải ra, có thể thấy cô ấy thật sự rất chú tâm để lựa chọn. Chỉ là khi tôi vừa bước vào, cô ấy lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như lúc nãy. mươi 62, đón dâu 2, em chọn xong chưa, tôi hỏi, bộ này đi, Thùy Họa nhẹ nhàng trả lời tôi. Bộ đồ cô ấy chọn chính là bộ sườn xám hoa lam tâm đắc nhất do sư mẫu tôi làm ra, hoa lam vải trắng, hai bên biên thêu chỉ vàng chỉ bạc. Tuy là dùng giấy màu để cắt ghép ra, nhưng thủ công vô cùng tinh tế, dốc hết tâm tư vào bộ đồ, tựa hồ như có thể thay giả thành thật luôn đó. Tôi nhớ lúc trước có dặn sư mẫu làm vài bộ đồ theo phong cách hiện đại, bởi vì sợ sẽ có người gặp phải thùy họa. Nhưng đến khi giao đồ mới phát hiện ra, những bộ đồ giấy do sư mẫu tôi làm ra, thì gần nhất cũng chính là những bộ đồ thời dân quốc. Nhìn tôi thắc mắc nên sư mẫu tôi đã giải thích rằng, trang phục hiện đại đa số đều phải sử dụng những vật của Tây Phương, Hoàng Hà Nương Nương thuộc tuyết truyền thống ma mị, không mặc được đồ ngoại nhập, sườn xám chính là mẫu trang phục phù hợp nhất so với thời hiện đại mà còn không mất đi sự hấp dẫn của ngoại quốc, nhớ khi gặp cô ấy mặc lên đừng có kinh ngạc quá nhé. Lúc đó tôi không nói thêm gì nữa, bởi vì tôi thừa nhận lời nói của bà quá đúng đi. Thân thể của Thùy Hòa tuy rằng không khác gì với người thường, nhưng lại không được phép bận đồ của người hiện đại, vì nếu mặc vào sẽ phạm phải dương kỵ. Quần áo giấy này sau khi đốt sẽ biến thành bộ đồ mà cô ấy có thể mặc lên người, cũng có thể cởi ra cất vào tủ. Còn về phần vì sao có thể như vậy thì, tôi không biết, cái này chắc người ta hay nói là, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo vậy đó. Thế là tôi cầm lấy bộ sườn xám, đi đến trước bài vị của cô ấy đặt trong phòng rồi đốt lên. Tôi cứ nghĩ sẽ khói lắm, nên đã mở toang cửa sổ, mà khi tôi đốt rồi mới phát hiện giấy màu này ấy vậy mà lại không có một chút khói lửa gì cả đốt xong, tôi tính hỏi cô ấy đã nhận được chưa, vừa quay người lại nhìn tôi đã kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Thân hình của Thủy Hỏa vốn đã rất chuẩn, trời sinh đã quyến rũ, lúc này cô ấy khoác lên mình bộ sườn xám tôn lên rõ nhất từng đường cong của phụ nữ, trước sau đầy đặn, cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, tôi nhìn đến nỗi trong mắt sắp rớt ra luôn rồi. Không được, bộ này chả đẹp gì cả, tôi lên tiếng, nhưng thật sự là tôi nói trái với lương tâm mình. Em thấy nó đẹp mà, không được, sườn xám phải phối với giày cao gót, anh sợ em đứng không vững. Lý do này cũng đường đường chính chính lắm rồi chứ nhỉ. Nếu như cô ấy thật sự mặc bộ đồ này ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông rình rập nữa, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Được thôi, thế anh chọn giúp em đi. Tôi chọn một chiếc đầm dài không mấy nổi bật, đó là kiểu cách của phụ nữ cuối đời nhà Thanh, sau đó đốt lên cho cô ấy mặc, tuy rằng nhìn không diễm lệ như bộ sườn xám, nhưng trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Những bộ đồ sư mẫu chuẩn bị đều được làm theo bộ, không chỉ có vớ, có giày, đến cả đồ ngủ áo lót cũng có luôn, kiểu dáng cũng dữ dội lắm chứ đùa, đến cả tôi cũng không nhịn được mà đỏ mặt theo, đến nước này, ngoại trừ bái phục sự chu đáo của bà, tôi chả còn biết nói gì nữa. Nằm trên giường mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến bộ dạng bận sườn xám của cô lúc nãy, còn có thân hình tuyệt đẹp của cô ấy sau lớp sườn xám đó. Bụng dưới cồn cào như lửa đốt, không hề chợp mắt ngủ được. Nếu như mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không cứng nhắc như bây giờ, thì cho dù không thể làm chuyện chăn gối vợ chồng thì cũng ôm ấp này nọ để giải khát. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là biết cô ấy đang quay mình vào trong, lại không thể kéo mặt mũi xuống động cô ấy được. Chỉ có thể trông chờ ngày mai thành hôn xong, rồi ép cô ấy thực hiện lễ chu công chứ làm sao giờ, giải thích lễ chu công là động phòng, phát sinh quan hệ. Hết giải thích, sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy trời đã sáng trưng rồi. Phát hiện Thùy Hỏa không thấy nữa, tôi vội vàng mặc áo đi tìm đến nhà chính mới phát hiện cô ấy đang thắp nhang cho bài vị tổ tiên của tả ra nhà tôi cha mẹ tôi thì đứng bên cạnh vẻ mặt hài lòng lắm tôi kéo mẹ sang một bên hỏi mới biết cúng tổ tiên là thùy hỏa tự đề ra đó lan nhi à sớm biết con cưới được cô vợ như thế thì mẹ sẽ không thay con lo lắng biết bao nhiêu ngày qua đây đâu phải hoàng hà nương nương gì chứ rõ ràng là một cô gái sống sờ sờ kia mà con xem cô ấy có bóng đấy mẹ tôi vui mừng nói Thùy Hòa quả thật là có bóng, nhưng vẫn mở nhạt lắm. Chỉ cần không phải là người có tâm cơ, thì cũng sẽ không làm khó làm dễ chuyện nhỏ nhặt này đâu. Mẹ tôi còn nói, có đứa con dâu như này, đừng nói là anh chị dâu tôi, ngay đến cả hàng xóm láng giềng cũng chả nhìn ra có gì không đúng, còn bảo tôi phải làm đám cưới thật lớn, không được để cô gái người ta chịu thiệt thòi. Thế cô ấy trả lời sao mẹ, cũng giống như những gì con nói vậy đó, nhập hương tùy tục, đều nghe bên chồng sắp xếp. Chịu luôn, trong lòng tôi chỉ ngại một điều, Hoàng Hà nương nương nếu như làm lễ cưới linh đình, e là không chỉ bà con họ hàng nhà tôi đến, còn có âm linh bản địa, sơn tinh giá quỷ đều đến tham dự còn gì. Nhưng mà, cô ấy cũng không ý kiến thì tạ Lan tôi nhất định sẽ cho cô ấy một danh phật, phong phong quang quang, quang cưới cô ấy về thì có làm sao. Chương 63, ngày đại hôn 1. Tôi và Thùy Họa vốn không tính tổ chức lễ cưới gì đâu, đến cả anh chị tôi cũng không thông báo, bây giờ nhìn thấy cha mẹ tôi hài lòng như vậy mà bản thân cô ấy cũng không phản đối tôi đương nhiên cũng sẽ không ý kiến gì chỉ là cô ấy dù sao cùng là âm linh nếu như tôi cùng cô ấy cử hành hôn lễ của thế tục thì chính là phạm dương kỵ cha mẹ tôi không dành về những chuyện này bạch lão quỷ thì không có mặt chắc tôi phải đi tìm sư mẫu thương lượng lại mới được còn về phần bản thân thùy họa tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy hôn lễ càng long trọng thì hình như cô ấy càng vui thì phải hôn nhân là đích đến của phụ nữ hôn lễ càng long trọng thì càng thấy rõ địa vị trong tương lai của cô ấy còn có thể lộ rõ sự tôn trọng của đàn ông đối với họ trong lúc dùng bữa sáng mẹ thấy thùy họa không động chén đũa liền hỏi vì sao lại không ăn thùy họa liền đưa mắt nhìn tôi bảo tôi mau giải thích với mẹ đi người ăn cơm quỷ ăn nhang bữa sáng này anh chị dâu tôi cũng đến họ nhận được điện thoại của cha mẹ bảo mau về nhà để gặp mặt em dâu ban đầu anh chị tôi cũng còn kiêng rè thùy họa lắm nhưng không được bao lâu thì cũng như cha mẹ tôi xem cô ấy như một cô gái bình thường để đối đãi thùy họa rất tự nhiên cử chỉ hành động của cô không khác gì với người thường cả chủ yếu chính là cháu tôi lại rất thích cô ấy cứ um sùm đòi cô ấy bồng mới thôi cháu trai tôi chỉ hơn nửa tuổi trong lúc bồng cu cậu còn xà cho thùy họa một thân ướt nhẹp luôn cũng may là ta đấy chứ đổi lại là người khác e là sẽ bị nước tiểu đồng tử của ngươi hại chết đó nha thùy họa cười tươi nựng nhóc con nói đạo gia chú trọng âm dương điều hòa còn nít chưa thể điều hòa âm dương cho nên bản thân hầu như đều là thuần dương cả nước tiểu đồng tử không có nửa phần âm tà có tác dụng xua đuổi âm linh tà túy nếu thùy họa không nhắc nước tiểu đồng tử anh chị tôi cũng quên luôn thân phận của cô ấy nghe cô ấy nhắc thế mới sực nhớ ra ngại quá trời chị dâu tôi nói quần áo của thùy họa nhìn cổ lỗ xỉ quá đi muốn dẫn cô đi vào thành phố để mua thêm tôi vội vàng từ chối rồi bảo thùy họa không mặc được quần áo của người thường đâu chỉ có thể mặc quần áo giấy thôi Nghe tôi nói xong, anh chị tôi lại một phen đơn người. Nếu như đã quyết định cưới Thùy Hỏa vào nhà, thì có gì cấm kỵ cũng không cần giấu giếm gia đình tôi nữa. Ai ra, nhìn biểu hiện của họ tôi đã biết rằng, muốn họ chấp nhận ngay sự thật này quá khó cho họ, chỉ đành để họ thích ứng từng chút một thôi. Chuyện này khác với việc nuôi tiểu quỷ, tiểu quỷ là không thể gặp được. Nhưng Thùy Hỏa lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ, còn phải cùng gia đình tôi sống chung sớm tối. Thùy Hỏa đối với mọi thứ ở nhân gian còn quá lạ lắm, chị dâu tôi cứ từng chút giải thích cho cô ấy hiểu. Mượn cơ hội này, một mình tôi liền đi đến tiệm hàng mã ngoài thị trấn. Vết tích còn sót lại hôm đó của đám âm binh để lại trong tiệm hàng mã đã biến mất hoàn toàn, sư mẫu tôi cũng bắt đầu kinh doanh lại như thường. Tôi nói với sư mẫu rằng muốn làm một hôn lễ linh đình, bà nghe xong liền cau mày lại nói. Phối âm hôn vốn dĩ không ở trong phạm vi thiên đạo nhân luân, không có lễ cưới linh đình, chỉ có lễ đón dâu mà thôi. Cứ âm thầm kết thân thì cũng thôi đi, hôn lễ thế tục là phải bái thiên bái địa nữa đó sư mẫu nói người xưa kết hôn có tam bái bái thiên địa là để cảm tạ trời đất vì đã ban cho đôi tân nhân trốn dung thân bái cao đường là để cảm tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ phu thê giao bái chính là hy vọng vĩnh kết đồng tâm trung trinh không đổi rời hoàng hà nương nương nếu như bái thiên địa đó đồng nghĩa với việc tuyên bố cô ấy sẽ dùng thân phận của người sống để hành tẩu thiên hạ thùy họa bây giờ không khác gì người phàm chắc sẽ không sao đâu nhỉ tôi hỏi có thể che mắt được người thường, nhưng làm sao che mắt được âm ti với người trong đạo môn chứ? Huống hồ chi thân phận của Hoàng Hà Nương Nương rất đặc biệt, ngày cô ấy đại hôn, tất cả các âm linh sơn tinh giá quỷ e rằng cũng sẽ đến chúc mừng, đến lúc đó nhất định sẽ có chuyện. Tôi thấy dường như cô ấy không quan tâm đến cái này cho lắm. Ai già, tôi cũng chả hiểu cô ta nghĩ gì. Tiết hạ nguyên gần kề, bản địa sẽ gió dục mây vần, cô ấy chọn ngay lúc này tuyên bố nhập thế, chỉ sợ âm ti với đạo môn sẽ không ngồi yên không quản đâu thế bây giờ phải làm sao hay là tôi về khuyên cô ấy bỏ ý niệm này đi tôi hỏi thêm từ xưa đến nay có người con gái nào không muốn mình được phong quang đón về nếu cô ấy đã tự nguyện thì cứ nghe theo cô ấy là được lỡ âm ty với đạo môn đến làm khó thì làm sao tôi hỏi tiếp chứ âm ty đã muốn tha cho cậu đâu mà hoàng hà nương nương sớm muộn gì cũng vì cậu mà trở mặt với âm ty thôi huống hồ ở đây dù sao cũng là nhân gian âm ty phải kiêng kỵ rất nhiều cho nên tạm thời sẽ không làm gì cô ấy được, chủ yếu là thái độ của Phủ Thiên Sư như nào thôi. chương 64, ngày đại hôn 2, sư mẫu khuyên tôi cũng không cần lo lắng quá đâu, bà nói Hoàng Hà Nương Nương không giống như những người khác, nếu đã dám bái thiên địa tuyên bố nhập thế, nhất định sẽ có cách ứng phó với Phủ Thiên Sư. Sau sự việc vương ra cầu hôn, tôi từng hỏi qua Bạch Lão Quỷ, có khi nào Huệ Tề Quán sẽ kiếm chuyện với Thủy hỏa không? Lúc đó Bạch Lão Quỷ nói sẽ không đâu, trước tiết hạ nguyên thì bên đạo môn vẫn còn có chuyện cần cô ấy giúp đỡ có thể do bạch lão quỷ biết rõ sức mạnh vốn có của thùy họa chỉ tiếc là bây giờ không liên lạc được với lão ấy sư mẫu đến giờ vẫn không liên lạc được với chú bạch sao chả tìm được sư mẫu tôi cười khổ lắc đầu và rồi tôi hỏi sư mẫu về những chuyện liên quan đến hôn lễ sư mẫu tôi nói đánh nhanh rút gọn càng tốt chỉ khi tôi và cô ấy kết hôn rồi mới có nhân quả sinh tử được Đến chừng đó nếu như cô ấy muốn ra mặt cho tôi vì lý do gì thì thiên đạo cũng không thể nào can thiệp được. Đến lúc đó không cần phải quan tâm Thùy Hỏa giấu tôi bao nhiêu chuyện, phu thê đồng đức, chuyện của tôi cũng chính là chuyện của cô ấy. Hôn lễ giữa tôi và Thùy Hỏa được định vào 3 ngày sau, trong 3 ngày này, Thùy Hỏa cũng đã gặp mặt bà con họ hàng của tôi. Thân phận hoàng hà nương nương đương nhiên sẽ được giấu kín, chỉ nói với họ trước đó tôi quen cô ấy ở bên ngoài. Tôi thì quanh năm không ở nhà đối với câu nói này họ cũng chả nghi ngờ gì sất, trong lòng chỉ cảm khái rằng cha mẹ tôi thật có phúc phần đi, con trai làm nghề vớt xác cũng có cô gái dám đến cửa tìm thân. Trong ba ngày này quan hệ giữa tôi và Thùy Hỏa vẫn tương kính như băng, ở trước mặt người nhà tôi thì cô ấy biểu hiện dịu dàng uyển chuyển, nhưng sau lưng thì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh với tôi. Lúc nghỉ ngơi cũng mạnh ai nấy ngủ, có nhiều lúc tôi giả vờ đưa tay qua giò thám xem như nào, liền bị giọng nói sắt đá của cô làm cho tỉnh mộng, anh và em chưa có thành thân, ở chung một phòng đã là quá lắm rồi, anh đừng có mà làm liều đấy nhé. Tôi chỉ biết thở dài, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, bởi ta nói phụ nữ á, khi dịu dàng ngọt ngào chính là xuân phong hóa vũ, đến khi quan hệ nguội lạnh rồi chính là băng sơn bất hóa mà. Giờ chỉ có thể đợi đến ngày động phòng hoa trúc, đến lúc đó xem cô ấy còn nói được gì nữa không. Ba ngày sau, ngày đại hôn của tôi, chiêng trống vang khắp trời, người thân bạn bè đều đông đủ. May là ông trời nể mặt, trăm dặm không mây, trời trong xanh thoáng mát. Hôm nay Thùy Họa mặc trên mình bộ hỷ phục do chính sư mẫu tôi dùng một ngày một đêm, dồn hết mọi tâm huyết vào để làm ra, phượng quan hà bí, tinh xảo vô cùng. Giải thích phượng quan hà bí là mũ phượng và khăn quàng vai. Hết giải thích, khoan nói đến tân nương, chỉ nhìn chiếc váy cưới này thôi cũng đủ khiến cho một nơi hoang vắng như thôn nhà tôi nhốn nháo cả lên, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã âm thầm hỏi han chiếc váy này được đặt làm từ đâu. Trong lòng tôi nghĩ, nếu để mấy người biết đây đều là những bộ quần áo được làm bằng giấy xem mấy người có dám mặc không hầy bạch lão quỷ không có mặt cho nên sư mẫu sẽ đích thân làm người chứng hôn cho chúng tôi ban đầu cha mẹ tôi lấy làm lạ vì sao lại phải tìm đến bà đến khi tôi nói với họ bà chính là vợ của lão bạch thì mọi thứ như được sáng tỏ mẹ tôi bảo rằng hèn chi trước đó tìm bao nhiêu mối cho bạch lão quỷ đều bị lão từ chối thì ra lão đã có người bên cạnh từ sớm rồi hôn lễ lần lượt tiến hành rất nhanh đã đến khúc quan trọng của ngày hôm nay bắt đầu bái thiên địa tôi cùng thùy hỏa quỳ xuống một lượt kính bái thiên địa đã ban cho chúng tôi trốn dung thân được sống cùng nhân gian tôi biết bái thiên địa đối với thùy hỏa ý nghĩa vô cùng nên tôi bồn chồn lắm thầm cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì bất chắc thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi khi thùy hỏa vừa quỳ xuống trên trời đột nhiên vang một tiếng sét khiếp đảm sau đó gió và sấm cứ lần lượt nổi lên bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đám mây đen đang dồn lại và ngưng tụ trên nóc nhà tôi. Tình cảnh này khiến tôi nhớ đến cái hôm âm binh muốn bắt tôi, lúc đó chính là có người trong đạo môn hô mưa gọi gió giúp cho âm binh diệt quái, xem ra sư mẫu không đoán sai, đích thật là có người trong đạo đang lén lút đánh chủ ý lên thủy hỏa. Tiếng sét vang lên đột ngột khiến không ít dân làng giật bắn cả người, ai nấy đều mắng dự báo thời tiết gì mà chả chính xác tẹo nào cả, nhưng lại không ai nói chuyện này có liên quan đến thủy họa bái thiên địa cả. Nhân lúc rối ren, sư mẫu tôi nhanh chân bước đến cạnh Thùy Hỏa, thấp giọng hỏi cô ấy vài câu, nhưng lại nghe được Thùy Hỏa trả lời, không sao, chẳng qua chỉ là tiểu nhân đạo môn tác quái mà thôi. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Sư mẫu hỏi, ha ha, cứ yên tâm đi, phủ thiên sư không ra mặt, tôi cũng muốn xem thử đạo thống nhà nào dám ngăn cảm lâm Thùy Hỏa ta nhập thế làm người. Thùy Hỏa cười lạnh đáp lời, nghe thế sư mẫu tôi mới quay lại, tiếp tục chủ trì hôn lễ diễn ra. Nhị bái cao đường tôi đưa tay dẫn thủy họa đến hành lễ với cha mẹ lần này thì lại không có động tính gì tuy mây đen trên trời vẫn còn nhiều nhưng lại không có một giọt mưa nào rơi xuống phu thê giao bái phu thê giao bái chính là bước cuối cùng sau khi giao bái thì tôi và thủy họa chính thức trở thành vợ chồng trong lòng tôi không biết vì sao lại bắt đầu căng thẳng nhìn tấm phủ đầu màu đỏ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải kết quả ngược lại là cô ấy mở miệng trước tử sinh khiết thoát giữ tử thành thuyết Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, nghĩa là sống chết hay xa cách, đã cùng chàng thành lời thề ước, ta nắm tay chàng, hẹn ước sống chung đến tuổi già. Chương 65, Cược mạng 1, bài thơ thủy Hỏa vừa đọc chính là thơ trong Thi Kinh, có nghĩa là từ nay về sau, chúng tôi sẽ bên cạnh nhau đến hết đời, sống chết cũng không xa cách. Bao nhiêu bích lũy đang đè nén trong lòng, bao nhiêu nghi kỵ đối với cô ấy, trong thời khắc này đều đã tan thành mây khói khi khách khứa ra về hết thì trên trời đã phủ một lớp tối đen như mực. Dựa theo lễ tiết bên phía chúng tôi, tân nương kết hôn phải phủ tấm vải che đầu, thường thì phải phủ từ sáng cho đến tối, đợi khi tàn tiệc tân lang về động phòng mới được mở ra. Tính thời gian thì, tấm vải phủ đầu của Thùy Hỏa cũng đã phủ gần 10 tiếng rồi nhỉ, không biết cô ấy có cảm thấy một ngạt không? Lúc kính rượu tôi không nghe lời khuyên nên đã uống hơi quá chén, bước chân loạn choạng đi về phòng, khi đẩy cửa không nương được lực tay, thế là đẩy một cái rầm chị dâu tôi đang ngồi trong phòng cùng thùy họa nhìn thấy tôi đi vào liền đóng cửa rời đi nến đỏ trao động chăn đỏ màn đỏ kèm thêm thùy họa khắp người cũng là màu đỏ nguyên căn phòng đều tràn ngập hỉ khí tôi đến kéo vải phủ đầu của cô ấy lập tức lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cùng với dung nhan tuyệt thế lông mày đã được kẻ cắm thẳng vào tóc mai lông nghi dài treo trên khuôn mặt tuyệt trần đôi môi của cô ấy vốn đã sắc sảo sau khi tô son lại thêm vài phần dịu dàng Nhìn cô ấy cúi đầu không nói gì, tôi liền mượn men rượu đưa tay nhấc cầm, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Càng nhìn càng thấy yêu thích trong lòng, tôi nhịn không được muốn cúi đầu xuống hôn lên má của vợ mình. Thế mà sắp hôn đến rồi, không ngờ cô ấy lại dùng sức giấy ruộng, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn tôi nói em phải đi đây. Gì chứ, tôi nhất thời không hiểu ý cô ấy muốn gì. Anh yên tâm, hôn ước của chúng mình đã thành, em cũng đã mượn cớ tuyên bố nhập thế. Về sau bất luận ai muốn động đến anh, đều phải hỏi qua ý kiến của Lâm Thùy Họa này. Thùy Họa lên tiếng, em nghĩ anh cưới em là vì muốn em bảo vệ cho anh. Tôi hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tôi không còn lời nào để đáp trả, bởi vì tôi không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Ngay từ đầu, Bạch Lão Quỷ đã tính toán theo đường này, mà sư mẫu tôi cũng đã từng nói qua, tiết hạ nguyên này chính là tử kiếp của tôi, chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới là cơ hội sống sót của tôi thôi. Quan trọng nhất là, nếu như không nhờ Bạch Lão Quỷ nối dây, thì cả đời này tôi cũng không gặp được Thùy Họa, chứ đừng nói đến cưới cô ấy làm vợ. Em nói anh cưới em là vì muốn em bảo vệ cho anh, chuyện này anh không phủ nhận, nếu em muốn đi thì anh cũng không ép em ở lại, nhưng anh chỉ muốn hỏi em một câu. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói, anh hỏi đi, tại sao em lại muốn gả cho anh? Lý do tôi hỏi như vậy là bởi vì dựa vào bản lĩnh của cô ấy, nếu như cô ấy không nguyện ý gả cho tôi, thì dù có là bạch lão quỷ cũng không thể nào ép buộc cô ấy được gả cho tôi cũng chẳng phải chỉ vì nhập thế đơn giản vậy càng không phải vì giao nhân lệ dựa theo cách nói của sư mẫu bản lĩnh của thùy họa đến quỷ tướng cô ấy cũng không coi ra gì tôi tin cô ấy quyết tâm nhập thế người có thể làm khó cô ấy không nhiều đâu thùy họa trầm mặc rất lâu rất lâu sau mới lên tiếng em gả cho anh là có nguyên do cả có phải có liên quan đến thân thế của anh tôi hỏi tạ lan tôi cả đời không có thành tích gì tài không kinh người mạo không xuất chúng ngoại trừ thân thế bí ẩn này tôi thật sự nghĩ không ra lý do khiến cô ấy gả cho tôi nữa. Anh đoán không sai, Thùy Hòa không phủ nhận, có phải em biết cái mạng bị bạch lão quỷ trộm là của ai? Tôi lại hỏi, em không biết, thân thế của anh bị thiên đạo che giấu, đừng nói là nhân gian không ai có thể nhìn thấu, dù cho âm thi đến cũng chỉ được phép nói chuyện diêm vương điểm máu mà thôi. Vậy tại sao em lại gả cho anh vì thân thế của anh? Tôi vẫn còn nghi hoặc lắm, em đang cược, em và bạch lão quỷ đều đang cược, cược cái mạng của lão trộm chính là của người đó nếu như thật sự là thế đừng nói gả làm vợ anh cho dù làm châu là ngựa em cũng cam lòng lần này đến lượt tôi trầm lặng lòng tôi chua xót đến tột cùng thì ra người cô ấy muốn gả không phải tôi mà là một người khác dù tôi có nghĩ nát óc cũng không ngờ nguyên nhân cô ấy gả cho tôi chỉ là vì một ván cược càng khiến tôi không ngờ chính là bạch lão quỷ vì tôi mà trộm mạng cũng là đang cược đến lão cũng không xác định được rốt cuộc đã trộm mạng của ai và hiển nhiên, Bạch Lão Quỷ và cô ấy là đồng lõa. Từ đầu tới cuối không phải Bạch Lão Quỷ đang giúp tôi tính kế cô ấy, mà lão luôn liên thủ với cô ấy để tính kế tôi. Chương 66, Cược mạng 2. Bạch Lão Quỷ nói thân thế của tôi nằm trong Đàm Cửu Long, mà nơi đó đã bị thiên cơ che giấu. Cho nên lão không biết cái mạng mà lão trộm cho tôi rốt cuộc là của ai, điểm này thì dễ hiểu mà. Nhưng mà, Đàm Cửu Long không phải giếng luân hồi, cũng chẳng phải vực trả hồn bên trong đó thì có bao nhiêu cái mạng để trộm cơ chứ trong đàm cửu long có mấy cái mạng nghĩ đến đây tôi liền hỏi tiếp hai thùy họa đáp đáp án này giống y hệt như tôi đoán chắc chắn sẽ không nhiều nếu nhiều thì thùy họa sẽ không lấy hôn nhân đại sự của mình ra để đánh cược đâu nếu như em dám cược thì chắc hẳn đã biết hai cái mạng đó là của ai rồi đúng không tôi lại hỏi em đương nhiên là biết đến tiết hạ nguyên anh sẽ rõ thôi thùy họa rời đi tôi đi theo sau để đưa cô ấy ra cửa dù sao thì cũng là vợ chồng, tiễn biệt là điều nên làm mà. Khác với lúc trước cô ấy theo tôi từ Hoàng Hà trở về, lần này là cô ấy đi trước, tôi bước theo sau. Trên đường đi cô ấy không thi triển bất kỳ pháp thuật nào, cứ từng bước từng bước đi thẳng xuống thôn Hạ Bá, chỉ là chúng tôi không ai nói chuyện với ai thôi. Đi đến bờ sông bên cạnh cổ tế đài, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ dứt khoát rời khỏi, nhưng ai ngờ đột nhiên cô ấy lại quay đầu hỏi tôi một câu, "Anh đã nghĩ ra lý do để giải thích với cha mẹ về sự rời đi của em chưa?" Cái này còn quan trọng sao?" Tôi cười khổ hỏi lại, so với nguyên nhân cô ấy gả cho tôi, thì việc giải thích với cha mẹ tôi, căn bản chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà thôi. "Đúng thật không quan trọng lắm anh nhỉ?" Nói xong, Thùy Hỏa từ trên bờ đi xuống nước, từng bước một đi ra giữa lòng sông. Nước sông từ mắt cá, đầu gối, từng chút một bao phủ lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh, rồi đến bả vai, ngay lúc cô ấy chuẩn bị biến mất, đột nhiên cô ấy quay đầu nói với tôi một câu, "Tạ Lan, lấy cái mạng của anh ra cược." không chỉ có em với bạch lão quỷ, mà còn có cả phủ thiên sư. Sang ngày thứ hai cha mẹ tôi hỏi về Thùy Họa, tôi liền nói rằng cô ấy có việc cần phải về nhà mẹ rồi. Mà nhà mẹ của cô ấy chính là ở Hoàng Hà, điểm này cha mẹ tôi cũng biết, cho nên họ cũng không hỏi gì nhiều thêm nữa. Tôi lại đi đến tiệm hàng mã, bạch lão quỷ không có ở đây thì tôi chỉ có thể đến hỏi bà thôi. Sau khi gặp mặt, tôi đem chuyện của Thùy Họa kẻ tôi nghe lúc nãy nói lại một lần với sư mẫu, vẻ mặt kinh ngạc của bà không giống như đang giả vờ nghe kể xong sư mẫu tôi cười khổ nói với tôi bây giờ bà đã biết vì sao bạch lão quỷ lúc đó lại lựa chọn rời xa bà rồi nguyên nhân rất đơn giản chính là trên người bạch lão quỷ có quá nhiều bí mật người như vậy chỉ thích hợp sống một mình mà thôi cũng may nếu như tính tình thẳng thắn cái gì cũng chịu nói với tôi như sư mẫu cũng tham dự vào cuộc diện này thì chắc chắn tôi sẽ hoài nghi nhân sinh mất không ai nguyện ý sống trong hoàn cảnh xung quanh đều là diễn viên đặc biệt là sự tồn tại của diễn viên thuộc cấp bậc ảnh đế, tôi cứ nghĩ chú Bạch sẽ đứng ở phía tôi, nhưng lại không ngờ lão lại cùng một ruột với hoàng hà nương nương. Tôi than thở một câu, "Tạ Lan, thật ra thì Bạch lão quỷ có đồng lõa với ai không quan trọng, kết quả đều như nhau mà thôi." Sư mẫu tôi nói, tôi hiểu ý nghĩa trong lời nói của bà, bất luận lão Bạch có đứng ở phe ai thì kết quả lão mưu cầu chính là hôn lễ của tôi và Thùy Họa, nhằm mục đích giữ mạng cho tôi. Bởi vì nếu như tôi và Thùy Họa không kết hôn thì giữa chúng tôi sẽ không có nhân quả sinh tử. Bây giờ tôi cùng cô ấy đại lễ đã thành, cô ấy cũng nhân lúc này tuyên bố việc nhập thế. Sau này cho dù là âm ti quỷ tướng, hoặc là những đạo môn quỷ quái nào cũng sẽ không dễ dàng động vào tôi, ít ra thì trước thiết hạ nguyên tôi sẽ không lo sợ tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm. Từ điểm này mà nói, quả thật bạch lão quỷ có phe ai thì cũng không quan trọng, nhưng tôi không muốn bị người khác xem như thằng mốc để đùa giỡn. Bất chợt tôi lại nhớ đến một vấn đề, Thùy Họa nói Phủ Thiên Sư cũng lấy tôi ra đánh cược, thế bọn họ lại cược gì chứ? Sư Mẫu, Thùy Họa nói Phủ Thiên Sư cũng đang đánh cược, bà có biết họ đang cược gì không? Tôi hỏi, Sư Mẫu tôi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau hồi lâu bà mới lên tiếng, thật ra tôi có một chuyện luôn cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì cậu với Bạch Lão Quỷ Thân cận đến thế, lại là người trải qua ba lần điểm máu không chết, Phủ Thiên Sư phải nhắm vào cậu mới đúng chứ? Nhưng đám người xem cậu như không khí vậy, ngay đến cái chết của trần thu vì cậu mà chết cũng không thèm truy cứu luôn cũng là thật hay tôi trả lời nhưng mà nghe hoàng hà nương nương nói phủ thiên sư cũng đang cược tôi hình như cũng đã nghĩ thông rồi phủ thiên sư cũng đang đánh cược cái mạng của cậu nhưng cái họ cược chính là cái mạng còn lại trong số đó thùy hòa từng nói trong đàm cửu long có hai cái mạng cô ấy và bạch lão quỷ đã cược một cái vậy thì phủ thiên sư chỉ có thể cược cái còn lại thôi bạch lão quỷ cùng hoàng hà nương nương cược mạng của ai thì tôi không biết nhưng cái mạng còn lại đại khái tôi có thể đoán ra được. Sư mẫu tôi đột nhiên phấn khởi nói, ai cơ, tôi lập tức hỏi lại, chương 67, gặp lại tuyết dương một ngay lúc sư mẫu chuẩn bị mở miệng nói cái mạng kia là của ai, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ, cũng rất vị ý, vì có khách đến, nên tôi cùng sư mẫu tạm thời ngừng cuộc nói chuyện. Tôi cứ tưởng chỉ là khách thường ghé thăm thôi, nhưng ai ngờ người đứng trước cửa lại là Khương Tuyết Dương. Cô ấy đến làm gì? tôi quay qua nhìn sư mẫu phát hiện bà cũng kinh ngạc giống như tôi phúc sinh vô lượng thiên tôn xem ra tôi và cậu rất có duyên nhanh như thế đã gặp mặt rồi khương tuyết dương mỉm cười nói với tôi ha ha phúc sinh vô lượng thiên tôn tôi học theo cách chào hỏi của cô ấy đêm hôm đó tôi chưa nhìn rõ mặt mũi của cô chỉ biết là cô ấy còn rất trẻ hôm nay nhìn thấy mới phát hiện thì ra cô ấy thanh tú đến thế mày viễn sơn đồng thu thủy có chút khí chất bất phàm với lại cô ấy thật sự còn rất trẻ, e là phải nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi luôn á. Nhớ lại sư mẫu từng kể tôi nghe về truyền kỳ của cô ấy, chắc là đạo cô này cũng thuộc dạng thiên tài hiếm có trong đạo môn chứ hầy. Không biết thiên cô đến vì chuyện gì, sư mẫu tôi hỏi, Trần Quán Chủ của Huệ Tề Quán chỉ dẫn tôi đến đây, tôi muốn tìm Bạch Hà Sầu tiền bối để hỏi thăm chút chuyện. Khương Tuyết Dương nói, Bạch Hà Sầu chính là Bạch Lão Quỷ, Khương Tuyết Dương tìm Lão đa phần có liên quan đến Đàm Cửu Long. Tiết Hạ Nguyên gần kề, đến chừng đó Đàm Cửu Long sẽ có biến. Sư mẫu nói Bạch lão quỷ hiện giờ cũng không biết đang ở nơi nào, căn bản là liên lạc không được. Khương Tuyết Dương nghe vậy thì lộ ra một tia thất vọng, nhưng lại chưa rời khỏi ngay lúc đó. Thấy thế, tôi hỏi sư mẫu có phải cô ấy muốn hỏi chuyện của Đàm Cửu Long không? Tôi đến không phải vì bên trong huyền cơ của Đàm Cửu Long đâu, thật không giấu gì, tôi đến tìm Bạch Tiền Bối là muốn xem thử tượng đầu rồng hoàng kim năm xưa mà tổ tiên Bạch gia cất giấu đầu rồng hiện tại đang nằm trong tay tuần dương phán quan mất rồi. Sư mẫu tôi nói, nghe đầu rồng hoàng kim rơi vào tay của âm ti, Khương Tuyết Dương liền cau mày nói, một vật quan trọng đến thế, làm sao có thể để nó rơi vào tay của bọn âm ti cơ chứ? Năm xưa chồng tôi có việc cần cầu xin tuần dương phán quan giúp đỡ, cho nên đã lấy đầu rồng để trao đổi cùng hắn. Ô, xin hỏi là trao đổi vật gì? Khương Tuyết Dương lại hỏi, chuyện liên quan đến sinh tử của một người, tôi không tiết lộ được, Sư mẫu tôi liền từ chối trả lời. Nói tới mức này rồi, Khương Tuyết Dương biết nếu có hỏi thêm thì cũng chẳng được kết quả gì, chỉ đành cáo từ rời khỏi. Tôi tiến cô ấy ra cửa, lại cảm ơn cô ấy vì đã cứu mạng lần trước. Vốn tôi còn lo lắng đám người âm ti đó sẽ gây phiền phức cho cậu, sau này mới biết cậu chính là cô ra được Hoàng Hà Nương Nương chọn chúng. Có cô ấy bảo vệ cậu, trước tiết hạ nguyên đám người đó sẽ không dám động đến cậu đâu. Khương Tuyết Dương nói. Nghe ngữ điệu của cô ấy dường như rất hiểu biết về Thùy Họa, nói không chừng có thể hỏi thăm những chuyện mà Thùy Họa giấu tôi từ cô ấy. Sư mẫu tôi khi nhắc đến Thùy Họa thì không dám nói nhiều, Khương Tuyết Dương là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo, cũng tức là một trong năm đạo thống lớn, nhất định sẽ không kiêng rẻ như sư mẫu đâu nhỉ. Thế là tôi liền bắt đầu moi tin, vợ tôi chỉ là một cô gái vô tội bị dìm sát xuống hoàng hà hơn 400 năm, thật sự có thể đối phó với quỷ tướng sao. Hai người đã thành hôn rồi, không lẽ cô ấy không nói với cậu cô ấy là ai sao? Khương Tuyết Dương ngờ vực nhìn tôi hỏi, không, ô, tôi hiểu rồi, thân phận thật sự của cô ấy đích thực là không thể nói, cậu biết cũng không có gì tốt cho cậu cả. Mong tiên cô giải hoặc, tôi có thể nói cậu nghe lai lịch của cô ấy, nhưng tôi muốn biết Bạch Hà Sầu đã lấy thứ gì để đổi đầu rồng hoàng kim. Mấy ngày nay tôi tá thúc tại Huệ Tề Quán, cậu đến tìm tôi lúc nào cũng được. Khương Tuyết Dương nói xong liền rời khỏi. Sau khi cô ấy rời đi, tôi mới phát hiện sư mẫu đang đứng trong sân rình tôi nãy giờ. Tạ Lan, tôi biết cậu rất hiếu kỳ về lai lịch của Hoàng Hà Nương Nương, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên tìm Khương Tuyết Dương để hỏi thăm về việc này. Sư mẫu nói, tại sao, tôi hỏi, cũng như những gì cô ấy vừa nói, nếu cậu biết chuyện của Hoàng Hà Nương Nương thì không có ích lợi gì cho cậu hết. Sư mẫu, bà nghĩ cho đến mức này rồi, tôi vẫn còn ngoan ngoãn im lặng làm một thằng ngốc sao. Từ khi tôi chính thức vào nghề vớt xác, bắt đầu tiếp xúc với bạch lão quỷ, tôi đã bị biết bao nhiêu bí ẩn khúc mắc bổ vây. Bao nhiêu vấn đề tôi không truy cứu, nhưng không có nghĩa bản thân tôi có thể ích kỷ không màng đến gì nữa. Nếu là lúc trước thì tôi vẫn có thể tiếp tục giả khùng giả điên, đợi đến tiết hạ nguyên sẽ có toàn bộ đáp án. Mà bây giờ, tôi không muốn đợi chờ thêm nữa. Bạch lão quỷ lấy tôi đi cửa cũng chẳng sao, bởi vì mạng của tôi vốn dĩ là do lão trộm về mà. Thế nhưng, người mà Thùy Họa muốn gả không phải tôi, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa chương 68, gặp lại Tuyết Dương 2. Bởi vì từ giây phút cô ấy nói ra lời thề thốt sinh tử, tôi nhận ra bản thân mình đã yêu cô ấy sâu đậm mất rồi. Thật ra tôi có một câu hỏi vẫn luôn không dám hỏi, nếu như cô ấy cược thua thì sẽ như nào? Cho nên, bây giờ tôi chỉ muốn tìm chân tướng mà thôi. Nghe tôi hỏi ngược lại như thế, sư mẫu tôi cũng cứng họng. Thật ra bà cũng không khác tôi là bao, bà cũng bị bạch lão quỷ che mắt suốt hai mươi mấy năm qua. Sư mẫu, chúng ta đã nói đến mạng của phủ thiên sư đang cực là ai. Tôi tiếp tục chủ đề ban nãy, ai già, còn có thể là của ai chứ, ngoại trừ vị đạo sĩ năm xưa, phủ thiên sư còn xem mạng của ai vào trong mắt chứ. Thật ra bà không nói tôi cũng có thể đoán ra được, chỉ là tôi nghĩ không thông, chính là phủ thiên sư đã nghi ngờ bạch lão quỷ trộm mạng của vị đạo sĩ năm xưa, tại sao bao nhiêu năm qua đối với tôi lại không hỏi không rằng. Lúc Huệ Hương tác quái họ cũng không đến bảo vệ cho tôi, âm binh bắt người cũng không có động tính gì, xem ra tôi có sống hay chết họ cũng không để tâm cho lắm, rồi cái này tính là cực gì cơ chứ. Khi tôi hỏi ra những câu hỏi này, sư mẫu tôi cũng không biết vì sao lại thế, câu hỏi này chỉ có phủ thiên sư mới có thể đưa ra đáp án mà thôi. Huệ tề quán nằm sâu trong núi Phục Nhiêu, đang giữa mùa thu, khắp nơi đều là màu vàng pha đỏ của những chiếc lá. Tìm được Khương Tuyết Dương rất dễ, hành tàu thiên hạ của toàn chân giáo đi đến phủ thiên sư cũng được xem là khách quý, huống hồ chi chỉ là một huệ tề quán nhỏ nhoi. Tôi đến tìm cô ngay lúc cô ấy đang múa kiếm trong rừng trúc phía sau đạo quán, đó là kiếm pháp sư trai chám, nhưng tôi nhìn không rõ đó là kiếm pháp gì. Động tác thư thái hài hòa, không có cố định chiêu thức, nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy cô có thể chém tứ diện tám phương bất kỳ lúc nào. Có một loại uy nghiêm khó tả, muốn mưa là mưa, muốn gió được gió. Lúc đó tuy tôi không biết gì về đạo pháp, chỉ từ ánh mắt của người thường cũng có thể nhận thức được sự lợi hại của kiếm pháp đó, nhất thời liền đem tất cả tâm tinh của tôi chấn tinh xung quanh còn có vài đạo sĩ trong huệ tề quán cũng đang nhìn cô múa kiếm, khuôn mặt của họ còn chấn kinh hơn cả tôi. Kiếm pháp của Khương Hành Tẩu E là đã thấm nhuần huyền quan rồi. Nếu không phải nguyên cố của thời đại mặt Pháp, thấm nhuần huyền quan có thể kết tụ nguyên thần luôn đó. Chứ còn gì nữa, tư chất này đến cả phủ thiên sư của chúng ta cũng không tìm được người thứ hai nữa đâu. Các đạo sĩ trong huệ tề quán nói gì tôi không hiểu luôn, cái gì huyền quan, rồi cái gì là nguyên thần vậy. Sau khi Khương Tuyết Dương thu kiếm, phát giác được sự tồn tại của tôi, liền vẫy tay với tôi, rồi cô dẫn tôi đi đến phòng nghỉ dành cho khách, nơi cô đang ở hiện giờ. "Cậu đến sớm hơn tôi dự định đấy." Khương Tuyết Dương cười nói. Chú Bạch lấy đầu rồng hoàng kim để đổi bút luân hồi của Tuần Dương phán quan. Tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên chỉ đành nói thẳng ra như thế. "Ồ, thế lão cần bút luân hồi để làm gì? Chuyện này liên quan đến việc trộm mạng của tôi. Tôi sinh ra vốn không có mạng, chú Bạch ngay lúc tôi sắp đoạn tuyệt với sinh cơ, vì tôi mà trộm một cái mạng đem về. Trộm mạng là nghịch lý với lục đạo luân hồi, cho nên Diêm Vương ra đã điểm máu tôi ba lần. Mà lý do tôi có thể sống đến ngày hôm nay, đều nhờ ông dùng bút luân hồi xóa đi điểm máu trên sổ sinh tử của Diêm ra. Bát tử của cậu là gì? Khương Tuyết Dương hỏi, nghĩ đến cái chết của Trần Thu tôi liền do dự, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói cho cô ấy nghe. Khương Tuyết Dương nghe xong, bắt đầu bấm tay tính quẻ. Lúc đầu cô bấm tay trái, sau đó bấm luôn cả tay phải, mười ngón tay chuyển động không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc đó tôi chưa gặp qua bao giờ. Tôi nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô, hơi cũng không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng lo sợ cô sẽ giống như Trần Thu vậy. Cũng may, cho đến khi bấm quẻ xong cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tháng riêng thủ thìn, thiên tạc trực ban, thiên tạc giả nguyệt trung đạo thần giã, xem ra cái mạng mà bạch hà sầu vì cậu mà trộm không phải là một cái mạng của người phàm nhỉ. Khương Tuyết Dương thâm sâu trả lời, cái mạng đó trộm từ đàm cửu long ra đó tôi bình tĩnh nói khiếp cậu nói gì khương tuyết dương trước là hoảng hồn một phen sau đó lại trầm mặc hỏi tôi tại sao cậu lại nói những chuyện này cho tôi biết cậu có biết cái mạng của cậu vừa hay có thể giải đáp được huyền cơ trong đàm cửu long không còn một tháng nữa là đến tiết hạ nguyên cho dù tôi không nói thì đến khi đó cô cũng sẽ biết thôi tôi cũng không sợ cô sẽ làm gì tôi vì cái mạng của tôi vốn dĩ là cô cứu từ tay đám âm binh đó mà tôi trả lời bạch hà sâu không nói với cậu cái mạng đó trộm từ ai sao khương tuyết dương hỏi không những gì cần nói tôi đã nói hết rồi bây giờ đến lúc cô nói tôi biết về thân phận thật sự của hoàng hà nương nương rồi đấy tôi nói nghe tôi hỏi đến thân phận của thùy họa khương tuyết dương liền tỏ vẻ do dự nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn kể tôi nghe nguồn cơn của chuyện này phải bắt đầu nói từ phía đạo môn đạo tạng đem lịch sử nhân loại chia thành ba thời đại thời đại hỗn loạn thời đại phong thần cùng thời đại mạt pháp bây giờ thời đại hỗn loạn lễ pháp không toàn đạo đức luân tang người quỷ bất phân vì muốn giáo hóa chúng sinh thiên đạo ban hạ ba loại giáo nghĩa để sướng tôn ti cao thấp của tiên đạo vô vi nhi trị của nhân đạo hữu giáo vô loại của ma đạo giải thích câu vô vi nhi trị nghĩa là không cần làm gì mà vẫn yên trị được thiên hạ câu hữu giáo vô loại nghĩa là dạy người không phân biệt thứ hạng giàu nghèo thiện ác dở hay hết giải thích ban đầu tam đạo mạnh ai nấy khai tông lập phái không ai liên can đến ai Đợi đến khi thiên hạ an định, Tam đạo mới bắt đầu tranh giành quyền lực chia rẽ tín ngưỡng của dân chúng, từ đó tam giới bị dẫn phát cuốn vào trận chiến phong thần. Sau khi trận chiến phong thần kết thúc, Tiên đạo đã giành được phần thắng lớn nhất cho nên đã chiếm đóng Thiên đình, Nhân đạo cai quản nhân gian, còn Ma đạo khi Ma đạo tổ sư tử trận, sau đó liền dần dần biến mất khỏi nhân gian, trải qua thời đại mạt pháp cũng chưa từng xuất hiện qua. Cậu có phải đang thắc mắc vì sao tôi lại nói cậu nghe những thứ này không? Nói tới đây Khương Tuyết Dương liền ngừng lại hỏi tôi. Ừm, um, tôi gật đầu, tôi đang muốn hỏi thân phận của Thùy Hỏa kia mà, cũng chả hiểu vì sao cô ấy lại kể tôi nghe về lịch sử đạo tạng. Hoàng Hà Nương Nương này chính là người của ma đạo. chương 69, Bái Sư Học Đạo 1, nghe Khương Tuyết Dương nói Thùy Hỏa là người trong ma đạo, tôi thật sự khủng hoảng lắm, bởi vì nhân gian hiện tại sớm đã không còn ma đạo tại thế nữa. Tôi không phải là người của môn đạo, đối với căn nguyên ma đạo không biết được gì nhiều, chỉ biết từ khi tự lập giáo phái đến nay, ma giáo đều phải chịu đựng đủ những chỉ trích của nhân đạo và tiên đạo. Bởi vì đó là giáo lý hữu giáo vô loại, hầu hết các đệ tử trong môn phái lấy thú vật, chim muông, dị vật luyện hóa thành hình, không phân biệt người ngợm thế nào, loài vật không có nguồn gốc đặc trưng hay gì đó, đều có thể nhập đàn chung sống. Cũng chính bởi vì thế, mà đạo trong tam giới có số lượng nhân khẩu nhiều nhất, chiến lực cũng mạnh nhất. Cho nên khi bắt đầu cuộc chiến phong thần, vốn dĩ là cuộc diện tam đạo tranh phong, nhưng cuối cùng lại trở thành người tiên hai đạo liên thủ chèn ép ma đạo. Sau cùng, đến cả âm ti cũng tham dự vào trận chiến, liên thủ với vực trả hồn vây giết ma đạo tổ sư. Đến lúc đó mới có thể ngưng được hỗn chiến phong thần, mở ra thời đại mạt pháp tại nhân gian. Khương Tuyết Dương nói Thủy Họa là người của ma đạo, nhưng mà từ khi trận chiến phong thần kết thúc, nhân giới đã tiến vào thời đại mạt pháp, đến nay cũng đã tầm 3.000 năm rồi mà, vậy thì làm sao còn có thể tồn tại người của ma đạo được cơ chứ? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi, tiên cô, mà đạo không phải đã biến mất khỏi nhân gian rất lâu rồi sao? Ma đạo chưa bao giờ biến mất, chỉ là vẫn luôn ẩn thế không xuất hiện mà thôi. Năm xưa khi trận chiến phong thần kết thúc, đệ tử ma tộc là cố ý biến mất đấy, chứ không phải bị tiên đạo và nhân đạo đuổi cùng giết tận đâu. Tôi vẫn còn chỗ không hiểu, nếu như các người biết hoàng hà nương nương là người của ma đạo, vậy thì làm sao có thể nhẫn nhịn để cô ấy tồn tại cho đến giờ? Tôi lại hỏi Ban đầu đạo môn không hề biết cô ấy là người của Ma đạo, chỉ xem cô ấy như một cô gái nông thôn bị đưa đi hiến tế 400 năm trước thôi. Cho đến khi Đàm Cửu Long có biến, tám vị hoàng hà đại vương đều tử trận, chỉ duy nhất cô ấy còn sống, đến khi đó mới gây sự chú ý cho đạo môn. Khương Tuyết Dương nói, từ sau khi xảy ra chuyện của Đàm Cửu Long, bên đạo môn đã bắt đầu nghi ngờ Hoàng Hà nương nương rồi, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ chứ không động đến cô ấy. Bởi vì cô ấy cùng với Đàm Cửu Long năm xưa có liên quan rất lớn mà phủ thiên sư lại không muốn phanh phui chân tướng đàm cửu long. Thật ra âm ti cũng từng nghi ngờ, miếu thành hoàng đã nhiều lần mượn cớ tranh giành sông Hoàng Hà làm khó cô ấy, chỉ tiếc là Hoàng Hà nương nương che giấu quá kỹ đi, âm ti không bắt được kẽ hở nào cả. Hiện giờ cô ấy mượn đại hôn của hai người để bái thiên địa tuyên bố nhập thế, chắc là không muốn giấu giếm nữa rồi. Nếu như cô ấy bộc lộ thân phận, có phải âm ti và đạo môn sẽ bắt đầu chống đối cô ấy không? Tôi hỏi, dễ gì, tại sao chứ? các người có thể nhẫn nhịn được tàn dư còn sót lại của ma đạo sao? Tôi có chút khó hiểu, không phải chúng tôi khoan nhược, mà là hiện giờ không ai có thể động đến cô ấy nữa. Cậu đừng quên bây giờ thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, chiến lược mà nhân gian tiên phong chính là huyền quan. Bản chất của Hoàng Hà Nương Nương vốn là âm linh, có thể nhập thế thành người là cảnh giới của nguyên thần mới có được. Ờ thì, thật ra tôi muốn nói lý do Hoàng Hà Nương Nương có thể vĩnh cố âm thân nhập thế làm người, là bởi vì tôi đưa cô ấy phục dùng một viên giao nhân lệ, nhưng chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ không nói, tôi chỉ là vì người cô ấy muốn gả không phải là tôi mà khó chịu chút thôi, chứ chưa từng nghĩ đến muốn trả thù hoặc làm cô ấy tổn thương. Nếu như để đạo môn và âm ty biết Thùy Hỏa không phải Nguyên Thần tu vi, chắc chắn sẽ động thủ với cô ấy. Bây giờ thân phận của Thùy Hỏa tôi đã rõ rồi, vậy thì thân phận của Bạch lão quỷ thì sao? Tiên cô, không biết cô đối với chú Bạch hiểu biết được bao nhiêu. Tôi hỏi, sự tồn tại của Bạch Hà Sầu vẫn luôn là một câu đố nhưng đa phần cũng không thoát khỏi dính líu đến ma đạo đâu khi tôi đến phủ thiên sư làm khách nghe họ nói đến một số chuyện nội bộ của vị đạo sĩ năm xưa ông ta lấy bố trận mắt sông đúc chín tượng đầu rồng để bình định oán khí chuyện này vốn đã hao tổn thiên cơ vậy mà giữa đường lại tỏi ra tổ tiên bạch ra cất giấu một tượng đầu rồng cuối cùng dẫn đến trận pháp tàn khuyết cái lỗ của mắt sông cuối cùng cũng từ cửa tử biến thành sinh môn khương tuyết dương còn nói không chỉ thân phận của bạch hà sầu thần bí khó đoán sợ rằng nguyên cái bạch gia cũng không thoát khỏi liên quan đến ma đạo. Bạch lão quỷ lần này đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, chắc cũng đã biết thân phận của ông không giấu giếm được nữa. chương 70, Bái Sư Học Đạo 2 Đạo môn và âm ti không làm được gì hoàng hà nương nương, nhưng muốn đối phó với bạch lão quỷ thì dễ như trở bàn tay thôi mà. Còn một tháng nữa là đến tiết hạ nguyên rồi, khoảng thời gian này cậu có dự tính gì? Khương Tuyết Dương hỏi, tôi không biết, cô cũng thấy rồi đó, tôi chả được tích sự gì, đều chỉ dựa vào Hoàng Hà Nương Nương bảo vệ tôi thôi. Hôn lễ của hai người đã thành, Hoàng Hà Nương Nương nhập thế bảo vệ cậu thì chuyện sống chết của cậu không còn là vấn đề nữa. Cái tôi muốn hỏi chính là, nếu như cậu có thể bình an sống qua tiết Hạ Nguyên thì tương lai cậu tính như nào? Chú Bạch có nói, Tiết Hạ Nguyên chính là tử kiếp của tôi, tôi không biết tôi còn có tương lai không nữa. Nhắc đến chuyện này thì tôi buồn lắm, trước đó nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là kiếm tiền cưới vợ đẹp, sinh con đẻ cái sống hết phần đời còn lại ai ngờ sau khi vào nghề vớt xác tôi mới phát hiện cuộc đời tôi đã bị tính kế từ trước mà tôi ngoại trừ bị người ta sắp đặt thì không có sức lực gì để chống cự cả vợ đẹp thì cưới được rồi đó nhưng người cô ấy muốn gả lại không phải là tôi bây giờ khương tuyết dương hỏi tương lai của tôi giờ tôi có tương lai hay không thì khoan nói đến đi cho dù là có thì tôi cũng không thể tự làm chủ cuộc đời mình kia mà từ đầu tới cuối tôi chỉ tồn tại giống như một con ong cái kiến đến cả một âm binh cũng có thể lấy mạng của tôi thì làm sao đủ sức thoát khỏi dự tính của người ta cơ chứ? Tôi có bấm qua bát tự của cậu, trong tử kiếp của cậu có một sợi sinh cơ. Tạ Lan, tôi biết cậu chưa chính thức bái bạch lão quỷ làm sư, nếu như cậu có thể bình an đi qua tiết hạ nguyên, vậy thì cậu có nguyện ý theo tôi tu hành? Khương Tuyết Dương nhìn vào mắt tôi nghiêm túc hỏi, tôi nguyện ý, tôi trả lời mà không cần do dự gì. Từ sớm tôi đã căm hận sự yếu đuối bất lực của bản thân, càng đối với thân pháp xuất quỷ nhập thần cùng kiếm pháp sắc lệnh phong vũ tràn đầy niềm khao khát đạo môn nhận đồ nhi đều là sư phụ chọn đệ tử cậu và tôi hữu duyên bây giờ tôi chọn cậu làm đệ tử trước tiết hạ nguyên cậu cứ theo tôi tu hành là được tôi muốn hành lễ bái sư với cô nhưng bị cô mỉm cười từ chối nói không vội qua tiết hạ nguyên tôi sẽ dẫn cậu về núi trung nam đến lúc đó cậu chính thức bái sư cũng không muộn lúc lên núi trong bụng tôi đều là nghi hoặc bây giờ tâm sự trong lòng đã tiêu tán chỉ còn lại vui mừng có tiên cô xinh đẹp làm sư phụ còn là hành tẩu thiên hạ kinh tài diễm tuyệt, nằm mơ cũng không ngờ tới có được không. Tôi không quan tâm cô ấy có mưu đồ gì với tôi, cho dù là có thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì dù sao mạng của tôi chính là cô ấy cứu về mà. Khương Tuyết Dương cho tôi một cấm bộ được làm bằng bạch ngọc làm lễ ra mắt, bảo tôi treo bên hông đi. Cấm bộ chính là vật trang sức mà người tu đạo hay đeo bên người. Mặt dây truyền ngọc bích đa dạng với nhiều hình dáng khác nhau được kết bằng những sợi chỉ màu tạo thành dây và buộc quanh thắt lưng, khi đeo sẽ phát ra âm thanh vừa phải, độ nặng phù hợp. Nếu như tiết tấu hỗn tạp, sẽ bị nhận định rằng đạo tâm bất ổn, đây cũng chính là món đồ của người tu đạo phải có. Cấm bộ mà Khương Tuyết Dương cho tôi rất tinh xảo, khối ngọc thoạt nhìn không phải vật tầm thường, trong suốt như pha lê, một chút tạp chất cũng không có, hai mảnh ngọc va vào nhau nghe cũng vui tai phết. Trên miếng ngọc còn khắc chữ, một miếng khắc chữ tuyết, miếng còn lại khắc chữ dương, chính là húy danh của cô ấy. Cấm bộ này là đích thân tôi làm đó, bên trong còn có lệnh cấm đạo pháp tôi để vào, cậu đeo theo bên người có thể xua đuổi tà ma không dám lại gần. Cảm ơn sư phụ, con đường tu đạo quan trọng nhất chính là luyện tâm, tôi sẽ truyền thêm cho cậu một bộ tịnh tâm pháp quyết, ban đêm cậu không có việc gì thì cứ dựa theo pháp quyết này để vận khí đả tọa. Giải thích đả tọa nghĩa là ngồi thiền, hết giải thích, pháp quyết rất dễ nhớ, chỉ vòn bẹn tầm 40 chữ, thiệt thị vô tận hỏa, khẩu thị khoáng giã phong. Phong hỏa thôn nhập phúc, thiêu tại khí huyết chung, đan điền hữu đồng lưu, tam muội luyện trường sinh, chỉ yếu tâm ma tại, đồng lưu vĩnh bất không. Đợi tới khi tôi thuộc lòng thì cũng đến hoàng hôn mất rồi, cho nên tôi đành bái biệt Khương Tuyết Dương, nói đợi đến ngày mai tôi lại đến học đạo. Và mấy ngày hôm sau, ngày nào tôi cũng đến huệ tề quán cùng Khương Tuyết Dương tu hành. Có câu nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất chắc vị chi thần, thiên hạ vạn vật đều không thể tách rời hai chữ âm dương. Đạo Pháp tu hành cũng tương thông với tam giới, tất cả gồm có lục đại cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn. Thời đại mặt Pháp, chư thần quý vị, cơ duyên tàn khuyết, huyền quan cũng tức là cảnh giới cao nhất tại nhân gian, nguyên thần khó mà tề tụ. Cho dù là đạo sĩ năm xưa, cũng không thể thành công tề tụ ra nguyên thần, nếu không thì cũng không bị ép đến nỗi phải nghĩ cách cướp nước sông Hoàng Tuyền tại âm ti đâu. Cảnh giới thứ nhất trong đạo Pháp chính là thông linh, nghĩa là đạo tâm phải trong sáng, có thể ràng buộc được ý niệm trong đầu mình. Trong đạo môn, thông linh dễ ứng nghiệm nhất chính là vẽ bùa lên trên thực thể ý niệm càng thuần túy, thì hiệu lực của lá bùa được vẽ ra càng mạnh. Cho nên mỗi đêm sau khi tôi tịnh tâm đả tỏa, thì buổi sáng sẽ theo Khương Tuyết Dương học về các loại phù lục. Giải thích phù lục là bao gồm tất cả các loại bùa chú đạo Pháp. Hết giải thích, phù lục chi đạo là nền móng của đạo môn, thần phù vạn sách huyền bí vô tận, những lá bùa được vẽ từ tay đạo môn cao thủ thậm chí còn có thể điều khiển lôi điện. Truyền thuyết nói rằng đến tận bây giờ núi Long Hổ vẫn còn giữ ba tấm bùa chú do đích thân Trương Thiên Sư vẽ, mỗi tấm đều chứa đựng sức mạnh sấm vang chấp giật. Tôi bắt đầu học vẽ bùa trấn trạch tại Thiên Sư, đây chính là loại đơn giản nhất, cùng với một bụng hứng thú, rất nhanh tôi đã có thể nhập môn luôn. Tư chất không thể nói là kinh diễm, nhưng cũng không kém là bao. Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua hơn 10 ngày, trong những ngày đó sư mẫu cũng từng đến nhà tìm qua tôi, sau khi hay tin tôi đang cùng với Khương Tuyết Dương học đạo, bà cũng chỉ than thở vài câu rồi lại chẳng nói gì thêm nữa gia đình tôi cũng biết chuyện tôi đi học đạo những đạo sĩ có tu vị ở trong mắt người thường đều được kính trọng như thần tiên vậy đương nhiên họ sẽ không phản đối rồi chỉ là ngẫu nhiên sẽ hỏi tôi khi nào thùy họa mới về nhà nhắc đến thùy họa tôi bây giờ được tính là đã biết thân phận của cô ấy chỉ là vẫn không đoán được cái mạng cô ấy đang cược là của ai thôi tối hôm đó tôi đang ngồi thiền trong phòng thì cảm thấy từ đâu có một luồng khí lạnh kéo đến nếu như là lúc trước thì có thể tôi sẽ không cảm giác được, nhưng bây giờ tâm cảnh thanh tịnh nên rất dễ phát giác ra được. Luồng khí lạnh từ ngoài cửa truyền đến, tôi chưa kịp đứng dậy thì Thùy Hỏa đã đẩy cửa bước vào. Chương 71, cấm bộ bị hủy một. Trên người Thùy Hỏa vẫn mặc bộ hỉ bào hôm chúng tôi làm lễ, còn có vài phần hơi ẩm. Hỉ bào màu đỏ tươi, rất xứng với làn da trắng nõn của cô ấy, đẹp đến động lòng người. Thấy cô ấy đến tôi cũng hơi kinh ngạc, nên đã đứng dậy hỏi cô ấy đến để làm gì làm sao em không được phép về nhà mình thùy họa ảm đạm trả lời tôi tôi không phản bác được gì sau khi thành hôn thì nhà của tôi chính là nhà của cô ấy cô ấy muốn đến lúc nào mà trả được quan hệ của chúng tôi vẫn còn cứng nhắc lắm còn lạnh nhạt hơn so với lần trước là ai dạy cho anh tâm pháp đả tỏa trầm mặc một lúc thùy họa liền lên tiếng hỏi tôi không liên quan đến em thùy họa nhìn thấy bên hông tôi có đeo cấm bộ rất nhanh cô ấy liền đưa tay giật nó xuống tôi chưa từng thấy cô ấy dùng phép động tác của cô ấy nhanh như chấp đến lúc tôi phát giác được ý đồ của cô thì cấm bộ đã nằm trong tay cô mất rồi tuyết dương cấm bộ này là khương tuyết dương của toàn chân giáo cho anh tôi không trả lời chỉ bảo cô ấy trả cấm bộ lại cho tôi trả lời em đi anh có chính thức bái sư chưa hả thùy họa nhìn tôi hỏi chuyện này có liên quan gì đến em sao tôi hỏi ngược lại anh không được bái bất cứ ai làm sư thiên hạ không ai có tư cách làm sư phụ của anh anh có hiểu không ha ha ý của em không lẽ anh không thầy có thể tự thông, tự giác ngộ thành đạo. Tôi cười lạnh đáp, đàm cửu long có đạo pháp chân truyền của anh, đến ngày cửu tinh tề tự em tự biết lấy về cho anh. Thùy họa nói chắc nịch, nếu như anh không phải là người mà em muốn cược, vậy thì em có còn lấy cho anh không? Thùy họa cúi đầu, không nói gì, tuy cô ấy không lên tiếng, nhưng trong tay đã dùng lực bóp nát cấm bộ của Khương Tuyết Dương tặng cho tôi. Thấy vậy tôi bực mình quá, nhịn không được liền xông lên túm lấy vai của cô ấy hỏi vì sao lại làm thế. Trước khi ván cược có kết quả, em sẽ không để anh bái bất cứ ai làm sư đâu. Anh tốt nhất nên chết tâm đi, nếu không thì đừng trách em tìm đến ả ta tính sổ. Tôi tức đến tột độ nói, em dám. Vậy thì anh cứ thử xem, anh rảnh rỗi học đạo em mặc kệ anh, nhưng bái sư thì tuyệt đối không được. Em có tư cách gì mà quản anh hả? Tướng phu giáo tử, đây là bổn phận của người làm vợ. Giải thích câu tướng phu giáo tử nghĩa là giúp chồng dạy con. Hết giải thích, được, nếu như em đã nói đến bổn phận, vậy thì anh cũng nên hành xử một chút về quyền lực của một người chồng đúng không? Nói xong câu đó, tôi liền dùng sức ôm Thùy Hỏa vào lòng, cúi đầu hôn cô ấy. Khuôn mặt Thùy Hỏa hiện lên một tia hoảng loạn, muốn trốn tránh nhưng lại không đủ sức để chống cự, bị tôi hôn lên môi chặt cứng. Kết quả này nằm ngoài dự tính của tôi, thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô dẫy ra khi tôi hôn cô như vậy, cho nên, vừa chạm đến môi của Thùy Hỏa cả người tôi cũng đơ luôn. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi, sau đó thì tôi tiếp tục tiến sâu vào, nụ hôn thật mãnh liệt, cũng không quan tâm cô ấy có phối hợp với tôi không, cho dù hàm răng cắn rách môi tôi đến nỗi túa ra máu tươi thì tôi cũng không buông. Cho đến khi tôi cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh tỏa ra, mới phát hiện trên mặt cô ấy đã lăn hai hàng nước mắt. Chúng tôi tranh luận gây ra tiếng động rất lớn, cha mẹ tôi cũng nghe được, thế là mẹ tôi đang ở nhà chính hỏi vọng ra là, có phải Thùy Hỏa đã về không? Cô ấy phản ứng rất nhanh, mau mau chụp lấy tay áo lau khô nước mắt rồi đi ra ngoài mẹ nhìn thấy cô ấy thì vui lắm cứ kéo tay nói nhớ miết thôi còn hỏi tối nay có ở lại nhà hay không mẹ à con không thể thường xuyên về nhà được ạ à? thùy họa đáp mẹ biết con không xa hoàng hà lâu được đứa con tội nghiệp của mẹ ở dưới đó lạnh lẽo biết bao mẹ tôi lấm tấm nước mắt rồi nói nhìn thấy mẹ tôi khóc thùy họa liền trừng mắt nhìn tôi tôi hiểu ý của cô là muốn tôi an ủi mẹ tôi vài câu nhưng tôi vẫn còn ghim cô ấy đã làm nát cấm bộ của tôi liền giả vờ không nhìn thấy bước ra cửa hóng gió Đứng ngoài sân tôi nghe thấy Thủy Họa đang vụng về an ủi mẹ tôi, trong lòng cảm thấy hả dạ gì đâu, nhưng cũng có vài phần thích thú. Cô ấy nhất định là rất xem trọng cuộc hôn nhân này, chứ nếu không thì cũng không tôn trọng mẹ tôi đến thế. Nói chuyện với mẹ tôi được một lúc, liền bị cha tôi gọi vào nhà chính, sau đó Thủy Họa bước ra. Em phải quay về rồi, cô ấy đến cạnh tôi nhẹ nhàng nói. Ừm, um, anh tiễn em, vẫn là cả đoạn đường yên ắng, trước khi cô ấy xuống nước, Tôi thật sự rất muốn hỏi nếu như cô ấy cược thua thì sẽ như nào, nhưng đến cuối vẫn là không có dũng khí mở lời. Chương 72, cấm bộ bị hủy hai. Sang ngày hôm sau, tôi đi đến Huệ Tề quán học đạo, vừa gặp Khương Tuyết Dương thì tôi đã bị phát hiện không có cấm bộ treo bên hông nữa mấy ngày trước tôi luôn đeo theo bên mình, cũng nghe quen tiếng vang của nó, lúc này không còn động tĩnh gì khiến tôi có chút không quen cho lắm. Khương Tuyết Dương hỏi tôi vì sao không đem theo cấm bộ, tôi không dám nói thật, chỉ đành nói mình không cẩn thận làm rơi mất rồi. À, không sao, đợi đến lúc về núi Trung Nam tôi lại làm cho cậu một đôi. Cảm ơn sư phụ, cách tiết hạ nguyên chỉ còn nửa tháng, những người trong đạo môn xung quanh đàm cửu long đã đến rất nhiều người, hầu như là nhìn đâu cũng thấy cả. Dân làng cũng thấy lạ, tại sao trong chốc lát mà nhiều đạo sĩ đến đây thế? Cuối cùng vẫn là Huệ Tề Quán đã đưa ra lời giải đáp, nói muốn sau khi quan lễ sẽ cử hành một trận pháp hội luân đạo của đạo môn trong tiết hạ nguyên. Mà Phủ Thiên Sư dường như sớm đã biết sẽ có ngày này, Mấy năm gần đây, Huệ Tề Quán liên tục xây thêm rất nhiều biệt viện dành cho khách, tuy không thể tiếp nạp toàn bộ đạo môn thiên hạ, nhưng ít ra thì những đạo thống có chút tiếng tăm thì họ vẫn có biệt viện riêng của họ cơ mà. Năm đạo thống lớn ngoại trừ toàn chân giáo, Mao Sơn, Võ Đang, Lao Sơn cũng đã phái rất nhiều tinh anh đến, đây chỉ là có mặt điểm danh trước thôi, đợi đến tiết hạ nguyên gần kề, đến lúc đó trưởng giáo cũng sẽ đích thân đến tham dự. Kỳ lạ chính là, người của đạo môn đã đến không ít, thân là đông đạo chủ phủ thiên sư lại không có động tính gì. Trong huệ tề quán cũng chỉ là những đạo sĩ giữ quán tầm thường mà thôi, không chỉ phủ thiên sư không đến, trần quán chủ cũng đi đến núi Long Hổ luôn. Khi tôi hỏi đến chuyện này, Khương Tuyết Dương liền nói phủ thiên sư đang tuyển chọn hành tàu thiên hạ mới để nhậm chức. Nói đến hành tàu thiên hạ, không phải đạo thống nào cũng sẽ có. Trong năm đạo thống lớn thì toàn chân giáo có Khương Tuyết Dương, Mao Sơn có Trương Nhược Hư, Lao Sơn và Võ Đang lại không có. Nguyên nhân chính là hành tàu thiên hạ phải có thực lực của hành tàu thiên hạ, như vậy mới có thể gánh nổi mặt mũi của đạo thống, nếu như đạo hạnh không đủ, thì có như thế nào cũng không trở thành hành tàu thiên hạ được. Phái Lao Sơn từ lúc hành tàu thiên hạ đầu tiên đã chiết tổn tại tương Tây thì về sau không còn tuyển chọn ra người kế nhiệm tiếp theo, võ đang cũng gần giống tình huống như vậy, trong đạo thống không ít nhân tài, có thể một thân một mình đảm nhiệm trọng trước lại không một ai có năng lực đó cả. Núi Long Hổ chính nhất uy mãnh là đạo thống đứng nhất thiên hạ, giáo phái của họ đương nhiên không thiếu nhân tài, chỉ tiếc là dù có thế thì núi Long Hổ đã hơn trăm năm không còn xuất hiện hành tàu thiên hạ nữa. Khương Tuyết Dương nói, vị đạo sĩ năm xưa đã dùng thủ đoạn thông thiên kinh diễm cả đạo môn, dù bây giờ có người kế nhiệm thì chắc cũng không ai có thể sánh bằng ông ấy đâu. Phủ Thiên Sư là môn phái lãnh đạo, chẳng thà để chống chỗ hơn trăm năm cũng không muốn môn phong suy thoái. Họ đang tuyển chọn hành tàu thiên hạ, chắc hẳn đã chọn được nhân tài rồi. Nghe cô ấy nói thế tôi liền trả lời. Nhân tài phủ thiên sư lúc nào chả có, trong số đó có mấy vị đạo pháp tu vị không kém gì tôi. Nhưng nếu muốn chọn được nhân tài có thể sánh bằng vị đạo sĩ năm xưa, đó lại là việc khó gấp vạn lần. Đạo sĩ không qua được tu vị huyền quan, không lẽ giữa huyền quan và huyền quan lại khác biệt lớn đến thế? Ha ha, cậu bây giờ đã là thông linh, nhưng chỉ có thể vẽ được bùa trấn trạch của phố thiên sư cùng với bùa trừ túy, mà lão giám hiện tại Mao Sơn đạo cũng thuộc cảnh giới thông linh, nhưng ông ta có thể vẽ ra hàng vạn loại bùa chú, còn có thể vẽ cả hai tay, một lần ra một cặp. Vậy thì, giữa cậu và ông ấy có khác biệt gì? Khương Tuyết Dương mỉm cười hỏi tôi, à, tôi hiểu rồi, cảnh giới không hẳn là thực lực, thứ quyết định đạo hạnh cao thấp chính là bản thân của mỗi người. Đúng vậy, cậu có thể giác ngộ như thế thì rất đáng được khen thưởng đó. Những người theo chân đến huệ tề quán càng lúc càng đông, dần dần Khương Tuyết Dương cũng không rút ra được thời gian để chỉ dạy đạo pháp tu hành cho tôi nữa, bởi vì những người đến kính thăm cô thật sự là quá nhiều đi. Những người đến kính thăm ngược lại đã cho tôi cơ hội gặp được nhiều cao nhân trong đạo môn hơn, không chỉ những người trong đạo môn, những cao thủ âm nhân trong thiên hạ cũng lần lượt đến thăm hỏi, thậm chí lúc chiều tôi còn gặp được Tuần Dương Phán Quan nữa kia. Được biết Tuần Dương Phán Quan đã đến, tôi hỏi Khương Tuyết Dương có cần tránh mặt đi không, cô ấy bảo không cần. Khương Tuyết Dương nói, tuy sự việc Diêm Vương Điểm Mão đối với âm ty không phải chuyện nhỏ, nhưng so với Thiết Hạ Nguyên mà nói thì nó chả là gì cả. Trước khi huyền cơ đàm cửu long được sáng tỏ, âm ty tuyệt đối không dám mạo hiểm chọc giận hoàng hà nương nương mà động đến tôi nếu như hoàng hà nương nương không quản tôi nữa thì sao tôi lên tiếng hỏi một câu lý do tôi hỏi như vậy bởi vì chuyện cược mạng như là cái gai trong lòng tôi khiến tôi vô cùng khó chịu thùy hòa kết hôn với tôi là vì cô ấy cược tôi chính là người đó nếu đến lúc đó cô ấy cược thua rồi thì tạ lan tôi đối với cô ấy còn là gì nữa đâu cậu và cô ấy có khế ước sinh tử của vợ chồng làm sao cô ấy không quan tâm sự sống chết của cậu được cho dù là không quan tâm, thì đệ tử của Khương Tuyết Dương tôi không phải âm ti muốn đụng là đụng được đâu, tôi đã nhận cậu làm đồ đệ, thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho cậu. chương 73, Phá quân nhập thế một khi Tuần Dương phán quan bước vào, ngay lập tức nhiệt độ căn phòng liền giảm đi vài phần, hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, cùng với đôi dép con cóc. Hắn ta không đến một mình, phía sau còn có một âm sai đi theo. Trong tay âm sai có một cái túi, không biết đựng cái gì bên trong nữa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết phán quan đại nhân tìm ta có việc gì. Khương Tuyết Dương hỏi, có một thứ muốn tặng cho tiên cô. Nói xong, phán quan tỏ ý bảo âm sai để túi đổ đặt lên mặt bàn. Đây là, Khương Tuyết Dương nghi hoặc hỏi, mở ra xem thì biết chứ gì. Phán quan lên tiếng, Khương Tuyết Dương nhìn tôi gật đầu, rồi tôi đi đến bắt đầu mở túi đổ ra. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là túi đổ rất nặng. Bởi vì trong quá trình mở nó không hề lung lay chút nào, cái túi cũng được gói gọn rất kỹ, một lớp lại thêm một lớp đợi sau khi mở hết túi đồ thì ánh hoàng kim chiếu sáng khắp phòng đây là một cái tượng đầu rồng là đầu rồng hoàng kim đây chính là đầu rồng hoàng kim mà năm xưa vị đạo sĩ đã đúc luyện sao khương tuyết dương kinh ngạc hỏi chính nó trước đó bạch lão quỷ dùng nó để đổi lấy bút luân hồi trong tay tôi còn về nguyên nhân thì có liên quan đến hắn phán quan nhìn tôi một cái rồi nói tạ lan đã nói với ta chuyện trộm mạng chỉ là đầu rồng này quý trọng đến thế phán quan đại nhân tại sao lại tặng nó cho ta sự việc tại đàm cửu Long Phủ Thiên Sư đã phong tỏa hoàn toàn, âm ty chúng tôi không thể nào biết được, chắc hẳn toàn chân giáo cũng bị che mắt chưa biết gì. Thật không giấu gì tiên cô, tượng đầu rồng này âm ty chúng tôi không thể giải được. Tuần Dương phán quan đáp, tiết hạ nguyên trước mắt, qua vài ngày nữa đầu rồng này đã không còn tác dụng, cho nên người muốn ta giúp người hóa giải bí ẩn của đầu rồng này. Không chỉ là giúp tôi, không lẽ toàn chân giáo không muốn biết bí ẩn trong đàm cửu Long là gì sao? Phủ Thiên Sư thâm sâu khôn lường bạch lão quỷ lại không rõ tung tích, hoàng hà nương nương càng không ai dám động đến, ngoại trừ đầu rồng hoàng kim, cho dù Khương hành tẩu muốn điều tra cũng phải biết nên tra từ đâu mà đúng không. Ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, chỉ là ta nghĩ không thông vì sao ngươi lại phải tìm đến ta. Khương Tuyết Dương hỏi, năm đó tiên cô nhậm chức hành tẩu thiên hạ toàn chân giáo, tứ đại phán quan liên thủ vì cô mà ghi chú lên sổ sinh tử, nhưng cuối cùng lại không viết được chữ nào, chỉ để lại một lời tiên đoán. Tuần Dương phán quan nói đến đây liền ngừng lại, Đưa mắt lên nhìn Khương Tuyết Dương, hình như cố ý muốn đợi cô hỏi lại. Lời tiên đoán gì, Long Hổ hành tẩu đã thất truyền, trung nam còn có Khương Tuyết Dương. Long Hổ hành tẩu này tức là vị đạo sĩ năm xưa, không ngờ Âm Ty lại đem Khương Tuyết Dương đánh đồng với vị đạo sĩ đó. Nói xong, Tuần Dương phán quan liền dẫn theo âm sai rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Khương Tuyết Dương cũng theo đó tạ khách bế quan, bắt đầu quan sát đầu rồng hoàng kim trên mặt bàn, cứ vậy mà xem hết cả buổi chiều. Cho đến khi hoàng hôn cô ấy mới bắt đầu hoàn hồn trong trầm tư. Lúc cô ấy rơi vào trầm tư thì không có bất kỳ dị trạng nào, vừa hoàn hồn sắc mặt cô liền trắng bệch như giấy. Tâm nghi cô cao lại, nhìn biểu hiện của cô ấy dường như đang rất cố gắng áp chế sự đau khổ trong mình. Nhưng đến cuối cùng vẫn không hoàn toàn áp chế được, khóe miệng cô ứa ra một dòng máu tươi. Sư phụ, cô không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi, tôi không sao, tạ lan, cậu biết được bao nhiêu chuyện của vị đạo sĩ năm xưa đúc tượng đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí nghe cô ấy hỏi tôi liền đem chuyện của bạch lão quỷ và sư mẫu kể tôi nghe một hai đều nói hết với cô không một chút giấu giếm gì thật ra cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa đến tiết hạ nguyên rất nhanh mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi đạo sĩ lấy bố trận mắt sông đối ứng với bác đầu cửu tinh trên trời đầu rồng này vốn dĩ có thể áp chế được phá quân tinh vị phá quân là ngôi sao đầu tiên trong bác đầu nếu phá quân tinh vị xảy ra vấn đề vậy thì bố trận của đạo sĩ cũng khó mà duy trì được nói thế thì tổ tiên bạch gia cũng không phải là người thường nếu không thì sẽ không nghĩ đến việc dám động vào đầu rồng hoàng kim như thế tôi nói lai lịch của bạch gia tất nhiên không đơn giản nhưng người động vào đầu rồng hoàng kim lại không phải là bạch gia trận pháp cửu tinh cùng với cửu thiên hô ứng trận pháp của đạo sĩ lại là trận pháp thiên cơ âm hợp không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào đâu không phải bạch gia vậy thì lại là ai chứ có thể động vào đầu rồng của vị đạo sĩ đó tu vị dù cho không kém gì đạo sĩ thì cũng không khác xa gì mấy. Cậu nghĩ xem, bên trong cửu khúc Hoàng Hà còn ai có bản lĩnh làm chuyện này? Ánh mắt của Khương Tuyết Dương lóe lên nhìn tôi hỏi. Hoàng Hà nương nương, chính xác, ngoại trừ cô ấy, tôi thực sự không đoán được còn ai có thể làm ra chuyện này nữa. chương 74, Phá quân nhập thế 2, tôi bắt đầu trầm mặc nếu đúng như dự đoán của Khương Tuyết Dương, vậy thì Thùy Họa đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ nhiều rồi. Khi chưa tận mắt nhìn thấy đầu rồng hoàng kim, tôi cũng nghĩ rằng chính Bạch Gia đã phá đi trận pháp của đạo sĩ. Bây giờ biết được là do Hoàng Hà Nương Nương làm, vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy, còn gây gâu hơn cả cửu tinh tề tựu. Khương Tuyết Dương thở dài nói, gây gâu hơn cả cửu tinh tề tựu. Tôi kinh ngạc hỏi, Phật Gia từng nói với tôi, cửu tinh tề tựu là điểm báo thiên hạ đại loạn, còn có chuyện gì gây gâu hơn nữa chứ? Cửu tinh tề tựu tuy là điểm báo thiên hạ đại loạn, nhưng trong lịch sử cũng đã xuất hiện nhiều lần, không phải lần nào cũng linh nghiệm thế. Cửu tinh là điềm báo của trời, nhưng sự việc lại do con người mà ra. Khương Tuyết Dương nói, đạo lý này cũng rất dễ hiểu, ví dụ như ông trời cho bạn một cơ hội, nhưng lại không lợi dụng được cơ hội đó để thành sự, bởi vì còn phải xem bản lĩnh của bạn đến đâu nữa. Sư phụ, vậy thì rắc rối lần này lại là gì chứ? Tôi hỏi, ngoại trừ ứng nghiệm loạn thế từ cửu tinh tề tựu, trong đầu số tử vi còn có loại điềm báo tổ hộ mệnh cách, nhân gian đổi chủ. Mà loại mệnh cách này tổ hợp lại sẽ không thể hóa giải được nữa, chỉ cần xuất hiện ắt sẽ ứng nghiệm ngay. Khương Tuyết Dương nói mệnh bàn này có tên là sát phá lang. Cái gọi là sát phá lang, tức là thất sát tinh, phá quân tinh, tham lang tinh trong bắt đầu cửu tinh. Trong đầu số tử vi, thất sát là quân giặc nhiễu loạn thế giới, phá quân là tướng quân thiên hạ hoành hành ngang dọc, tham lang có nghĩa là người nham hiểm và lừa dối. Ba ngôi sao này một khi nhập thế tụ hợp, thiên hạ ắt sẽ đổi chủ, không thể nào nghịch chuyển được nữa. Năm xưa mà đạo tổ sư chính là mệnh cách thất sát, ngoại trừ hắn ta còn có hai vị thiên tôn hộ pháp cũng tức là phá quân và tham lang. Nếu như không phải vì cơ duyên xảo hợp ba người tương phùng, có thể nhân gian sẽ không xuất hiện ma đạo đâu. Khương Tuyết Dương nói, trong thời đại hỗn loạn, thiên đạo ban hạ ba loại đạo nghĩa để giáo hóa chúng sinh, trước là giáng hạ tiên đạo để phân chia tôn ti cao thấp, tiếp đến là nhân đạo vô vi nhi trị, hữu giáo vô loài của ma đạo sau cùng mới được giáng thế. Khi ma đạo xuất hiện, tiên đạo và nhân đạo đã cắm dễ từ lâu, mà đạo tổ sư tuy đã tiếp nhận thiên đạo giáo nghĩa nhưng thực ra bản thân chẳng qua là một vô danh tiểu tốt mà thôi đừng nói khai tông lập phái cho dù muốn ở nhân gian nổi danh cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho đến khi một năm nọ hắn gặp được hai người mà hai người này chính là phá quân tọa mệnh cung người còn lại chính là tham lang nhập tinh trì ba người tương phùng sát phá lang thành cục diện mà đạo được kiến lập từ đó một phát không thể thu dọn tàn cục áp đảo cả tiên giới và nhân giới Lúc thực lực của ma đạo hùng mạnh nhất, ma đạo tổ sư đã tự xưng mình là bá chủ nhân gian. Năm xưa ma đạo tổ sư tử trận tại vực trả hồn có để lại một câu nói, hắn nói rằng khi cửu tinh tề tựu, sát phá lang tái thế, hắn sẽ trở về luân hồi, một lần nữa xuất hiện tại nhân gian. Thật không ngờ chuyện đã cách 3.000 năm, nhân gian cuối cùng cũng phải nghênh đón ngày này. Sư phụ, ý của cô là nhân gian đã xuất hiện người sở hữu cả ba mệnh cách này rồi. Nghe đến đây tôi liền hỏi thất sát và tham lang tôi không phỏng trừng ra được, nhưng phá quân có thể đã nhập thế rồi. Phá quân là ngôi sao thứ nhất trong bắc đầu, năm xưa khi ma đạo khai tông lập phái, xuất hiện sớm nhất chính là phá quân. Khương Tuyết Dương đáp, thế phá quân chính là ai? Tôi hỏi, việc có liên quan đến thiên cơ, tôi không dám nói bừa. Hôm nay suy diễn đầu rồng hoàng kim, tôi đã hao tốn hết nửa đời công đức, nếu như cường hành suy diễn đến cùng, ắt sẽ bị trời phạt. Lúc này cũng trễ lắm rồi, tôi cũng nên về nhà thôi trước khi đi khương tuyết dương bảo tôi đem đầu rồng hoàng kim về đi bảo là những huyền cơ ẩn giấu bên trong đã nhìn thấu hết rồi có giữ lại cũng không được gì thứ mà âm ti muốn chính là huyền cơ bên trong đầu rồng chứ không phải cái tượng rỗng này cái này thì tôi bằng lòng lắm ít nhiều gì cũng được đúc từ hoàng kim mà ra quay về đem đi bán thế thì nửa đời còn lại của cha mẹ tôi không phải lo nữa sau khi đem về nhà tôi đặt đầu rồng ra rồi ngồi suy xét đều nói rồng chính là điềm lành một trong bốn tứ linh nhưng đầu rồng này nhìn sao cũng toát ra thứ gì đó quỷ dị lắm. Cảm giác quỷ dị này không phải kiểu u ám đáng sợ, mà nó mang theo một loại bi thương khó tả. Sự bi thương này khiến tôi nhớ đến sát rồng hôm đó, nó đã rất cố gắng để thoát khỏi vòng xoáy, nhưng cuối cùng vẫn không thành. Nhắc đến nó, tôi lại nhớ đến lúc trước tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, chín con ác long trên người đầy những sợi xích sắt, chúng nó đang hợp sức lại kéo cái gì đó trong lòng sông Hoàng Hà. Ngay lúc tôi suy nghĩ đến nhập tâm, thì có một luồng khí lạnh quen thuộc kéo vào phòng. Chương 75, tân nhậm hành tẩu 1. Hôm qua Thùy Họa vừa đến, tôi không ngờ hôm nay cô ấy lại đến nữa. Vừa cảm thấy được luồng khí lạnh, tôi vội vàng lấy tay kéo vải che đầu rồng lại, chỉ tiếc vừa che được một nửa thì cô ấy đã bước vào phòng luôn rồi. Khi vừa bước vào thì vẻ mặt cô ấy còn bình thường lắm, sau đó nhìn thấy đầu rồng trên bàn thì lập tức thay đổi ngay. Tại sao đầu rồng này lại ở đây? Anh không có gì để nói. Tôi trả lời bạch lão quỷ dùng nó để đổi lấy bút luân hồi của tuần dương phán quan hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa đầu rồng cho anh đâu có phải hắn đã đến tìm khương tuyết dương rồi không khương tuyết dương là thiên tài có thể đánh đồng với đạo sĩ năm đó anh nói đi cô ấy đã suy diễn ra những gì từ cái đầu rồng này chứ thùy họa sốt ruột hỏi cô ấy thật sự rất thông minh có thể đem chuyện trước sau của đầu rồng nói ra hết được nếu như em đã đoán ra vừa hay anh muốn hỏi em chuyện này người động vào đầu rồng năm xưa có phải là em không? Là em, Thùy Hòa không hề phủ nhận, nếu như em đã động đến tượng đầu rồng, chắc hẳn đã biết được nó có ý nghĩa gì đúng không? Phá quân trong ma đạo rốt cuộc là ai? Tôi nhìn thẳng vào mắt Thùy Hòa hỏi, Hoàng Hà Nương Nương là người trong ma đạo, còn là người động vào đầu rồng, cô ấy nhất định biết phá quân là ai? Khương Tuyết Dương đã đưa đầu rồng cho anh đem về, vậy mà không nói với anh phá quân là ai? Thùy Hòa không trực tiếp trả lời, những mày hỏi ngược lại tôi không sư phụ anh nói cô ấy biết được quá nhiều thiên cơ cường hành suy diễn sẽ bị trời phạt tôi trả lời ha ha đầu rồng của phá quân đương nhiên chỉ có phá quân mới có thể động được có gì đâu mà suy với trả diễn thùy hòa cười khẩy nói tôi ngây người ra thật ra tôi phải suy nghĩ đến cái này mới phải chứ phá quân là một vị tướng hoành hành thiên hạ trong thời đại mạt pháp ngoại trừ âm ty cùng với đạo môn không dám động đến hoàng hà nương nương vậy thì còn ai có thể gánh được vị trí phá quân này đây em đã nói anh đừng bái cô ta làm sư cô ấy không có ý tốt với anh đưa đầu rồng cho anh đem về là muốn kiểm chứng thân phận của em thấy tôi trầm mặc nên thùy họa lên tiếng tôi thừa nhận thùy họa nói có vài phần có khả năng chỉ là trong lòng tôi không muốn tin mà thôi khương tuyết dương từng cứu qua mạng tôi từ lúc tôi theo cô ấy học đạo cô ấy đối xử với tôi rất dịu dàng còn đích thân làm cấm bộ cho tôi dạy tôi học đạo tu hành cũng vô cùng nhẫn nại dựa vào cảm giác của tôi đích thực là cô ấy xem tôi như đệ tử chân truyền tôi cũng nguyện ý có một người sư phụ như cô ấy vậy. Trái lại mà nói, bạch lão quỷ tuy là cũng từng cứu qua mạng tôi, nhưng ngay từ đầu ông đã có động cơ không thuần, trong bụng ông không biết còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa. Thật ra cho dù để hành tàu thiên hạ biết thân phận của em cũng chẳng sao cả, anh có thể quay về đó trực tiếp nói cho cô ta biết. Nói xong câu này Thùy Họa liền rời đi, khi đi còn cầm theo đầu rồng hoàng kim. Tôi muốn tiến cô ấy, đẩy cửa ra mới phát hiện không thấy bóng dáng cô ấy nữa. Sau khi cô ấy đi rồi, Tôi mới chú ý đến đôi cấm bộ được đặt trên bàn. Cấm bộ của Khương Tuyết Dương tặng là bạch ngọc, thủy họa cho tôi lại là mặc ngọc, phía trên còn khắc tên của cô ấy. Mặc ngọc như nước, chạm vào lạnh tanh, thì ra đêm nay cô ấy đến là muốn tặng cấm bộ cho tôi, trong lòng liền thở dài một tiếng. Ngày hôm sau tôi lại đi đến Huệ Tề Quán, sau khi nhìn thấy Khương Tuyết Dương tôi trực tiếp hỏi cô ấy có phải từ sớm đã biết được phá quân là ai rồi không? Đúng, tôi chỉ là đoán xem có đúng là như thế không, cậu đến hỏi tôi vấn đề này tôi có thể xác định phá quân chính là hoàng hà nương nương rồi khương tuyết dương không phủ nhận tại sao cô không nói thẳng cho tôi biết tôi thất vọng hỏi mà đạo tổ sư trùng sinh luân hồi không phải là chuyện nhỏ tôi không dám nói bừa huống hồ cô ấy lại là thê tử của cậu tôi sợ cô ấy sẽ gặp phải họa sát thân cho cậu đem đầu rồng về là muốn biết cô ấy sẽ nói như nào nếu như cô ấy không nguyện ý thừa nhận khi tuần dương phán quan đến hỏi tôi thì tôi có thể nói bản thân tham mộ không thấu Bây giờ cậu đến hỏi tôi như vậy, chứng tỏ cô ấy không quan tâm người khác biết thân phận của mình. Thì ra là vậy, thế bây giờ, cậu còn nghi ngờ sư phụ cậu có dụng ý khác với cậu không? Khương Tuyết Dương nhìn tôi cười rồi nói, là tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ cô. Ngay lúc sư đồ chúng tôi đang trò chuyện thì Tuần Dương phán quan ghé thăm, hắn đến đây đương nhiên là vì hỏi chuyện đầu rồng Hoàng Kim rồi. chương 76, Tân Nhậm Hành Tẩu 2, đầu rồng bị phá quân tinh vị động đến, điểm báo sát phá lang đã trùng sinh thất sát, tham lang thì chưa có dự báo gì, nhưng phá quân đã nhập thế rồi. Khương Tuyết Dương nói, nghe đến ba chữ sát phá lang, gã phán quan đó tỏ vẻ kinh ngạc lắm, mà nghe đến khúc phá quân đã nhập thế rồi thì hắn càng hoảng loạn không nói nên lời. Nghe ngữ khí của Khương Hành Tẩu, phải chăng đã biết phá quân là ai rồi? Tuần Dương phán quân hỏi, Hoàng Hà Nương Nương, là cô ta sao? Đa tạ Khương Hành Tẩu đã tỏ rõ mọi chuyện, sự việc nghiêm trọng, cho phép ta cáo từ trước để quay về âm ty nghiên cứu chuyện này, khi sắp bước đến cửa tuần dương phán quan ngừng lại hỏi một câu không biết người của phủ thiên sư đã biết chuyện này đa phần là biết rồi khương tuyết dương nghĩ một lúc rồi nói mà đạo tổ sư trùng sinh không phải chuyện nhỏ nhặt gì âm ty chúng tôi có liên quan sâu sắc đến cái chết của hắn khi đó nếu như phủ thiên sư biết chuyện vậy thì hà cớ gì phải giấu phủ âm ty làm chi cho cực tuần dương phán quan lại hỏi chuyện ở đàm cửu long có liên quan đến vị hành tẩu năm xưa của phủ thiên sư hoặc có thể họ đã có dự tính khác huống hồ cái quan trọng không phải là phá quân ra đời vấn đề ở đây chính là thất sát nếu thất sát không ra đời tham lang và phá quân cũng không tạo ra được sóng gió gì đích thị là thế cáo từ sau khi tuần dương phán quan rời đi tôi hỏi khương tuyết dương vì sao hắn lại căng thẳng thế cô ấy nói tuy rằng ma đạo tổ sư bị tiên đạo nhân đạo âm ty liên thủ giết chết nhưng tử cục lại được đặt tại vực trả hồn một khi ma đạo tổ sư trùng sinh âm ty nhất định sẽ đứng mũi chịu sao. Và rồi Khương Tuyết Dương lại dạy cho tôi thêm vài loại bùa chú, giải thích cho tôi nghe một chút về những vấn đề hay gặp phải trong cảnh giới thông linh. Trong lục cảnh tu đạo, thông linh tuy là cảnh giới nhập môn, nhưng lại kiếp nạn trùng trùng khó giải nhất. Nguyên nhân bởi vì, muốn đạt đến đạo tâm thông minh thì buộc phải đoạn tuyệt tâm ma. Xã hội hiện đại bây giờ, lòng người đã không còn cổ hủ như xưa, mỗi loại dục vọng đều là một loại tâm ma, muốn đạt được cảnh giới thông minh vô dục vô cầu thì khó gấp trăm lần. So với người thường mà nói, tâm ma của tôi vẫn còn nhiều vô kể. Chủ yếu là vì trong lòng tôi còn quá nhiều khúc mắc trước khi được giải đáp toàn bộ, e rằng tôi chỉ vĩnh viễn đứng ở cảnh giới thông linh mà thôi. Vẽ bùa nhàm chán, tâm ma khó giải, nhìn Khương Tuyết Dương đang lau cây kiếm pháp sư bên cạnh, tôi liền hỏi hôm đó trong rừng trúc cô đã luyện kiếm pháp gì, tôi có thể học được không? Kiếm pháp tôi có thể dạy cho cậu, nhưng cho dù cậu học cũng vô dụng thôi. Cô ta đáp, tại sao chứ? Tôi hỏi tiếp, kiếm pháp đạo môn khác với lại kiếm pháp võ thuật, phải dựa vào chân khí để ngự sử, nếu không thì không thể nào phát huy nên mọi uy lực. Nghe cô ấy nói đến phải đạt đến cảnh giới chân khí mới có thể học kiếm pháp đạo môn, trong lòng tôi liền thở dài ngao ngán, chắc còn lâu lắm mới có thể nghĩ đến chuyện này rồi, cũng không biết mình còn sống được đến lúc đó không nữa. Cái gọi là chân khí, chính là bản chất tiềm năng tồn tại trong cá thể mỗi người. Đối với người thường mà nói thì sẽ không thể nào cảm nhận được chân khí, cũng không thể nào chiêu gọi nó được chỉ khi nào tâm đạo thông minh mới có thể tích lũy từng chút trong cơ thể rồi luyện thành, được vận dụng cụ thể trong đạo pháp thần thuật. Mà tôi bởi vì tâm ma khó giải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đạt đến cảnh giới tâm đạo thông minh, càng không thể tinh luyện chân khí. Đến xế chiều, đạo sĩ trong huệ tế quán đến chuyển lời, nói phủ thiên sư đã chọn ra được tân nhậm hành tẩu thiên hạ, ngày mai sẽ đến đạo quán cử hành lễ nghi đón gió, mời các đạo thống lớn đến đổ mẫu nguyên tôn thánh điện để tham gia đại hội luân đạo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi đạo hiếu, không biết tân nhậm hành tàu thiên hạ của phủ thiên sư là vị sư huynh nào? Khương Tuyết Dương hỏi vị đạo sĩ truyền lời, Lữ Thuần, a à, cảm ơn đạo hiếu đã truyền lời. Rất hiển nhiên, tin tức này đối với Khương Tuyết Dương vô cùng quan trọng, sau khi nhận tin cô ấy liền lập tức đi tìm đồng môn của toàn chân giáo để thương nghị. Tiết Hạ Nguyên cũng theo đó càng lúc càng gần, rất nhiều nhân vật trưởng giáo của các đạo thống lớn đã đến huệ tề quán. Tuy giáo chủ của toàn chân giáo không đến, nhưng giám viện và các điện chủ đều đã có mặt. Chỉ là chức vị thiên hạ hành tẩu có hơi đặc thù, không ở trong phạm vi tùng lâm của đạo quán, cho nên Khương Tuyết Dương không ở chung một nơi với họ. Mà tôi bởi vì chưa chính thức bái sư, nên cũng không đến hành lễ với họ được. Khương Tuyết Dương đi rất lâu mới trở về. Vừa về tới thì tôi liền hỏi cô ấy Lữ Thuần là người như thế nào, có phải lợi hại lắm không? Trước đó tôi từng nói với cậu, trong thời đại mạt Pháp có rất ít đạo sĩ kết tụ nguyên thần trong huyền quan. Mà theo những gì tôi biết được, Lữ Thuần này đã thử được 8 lần. Khương Tuyết Dương nói, lợi hại đến thế sao, thời đại mạt Pháp mà có thể kết tụ nguyên thần tận 8 lần thì chính là kỳ thích rồi có được không? Đây không phải là vấn đề chính. Trước khi Phủ Thiên Sư tuyển chọn hành tàu thiên hạ, Lữ Thuần khi đó đang bế quan thử kết tụ nguyên thần lần thứ 9, bây giờ Phủ Thiên Sư lựa chọn hắn, cũng có nghĩa hắn thành công rồi. Tạ Lan, địch thủ của vợ cậu đến rồi đấy. chương 77, Tham Lam Thất Sát một. Lữ Thuần có thể kết tụ ra nguyên thần không phải là chuyện nhỏ, cũng khó trách Khương Tuyết Dương lại xem trọng việc này đến thế. Từ đạo pháp tu hành mà nói, tâm đạo thông minh có thể tinh luyện chân khí trong người, cho đến khi chân khí hùng mạnh đến một cảnh giới nhất định thì có thể đột phá huyền quan trong cơ thể, khi đã có huyền quan chân khí liền có thể diễn sinh vạn vật. Trong quá trình diễn sinh vạn vật, bản thể của huyền quan có thể sản sinh ra một loại linh cảm tự do, nguyên thần chính là từ loại linh cảm đó mà được kết cấu thành. Cao thủ đạt cảnh giới huyền quan muốn kết tụ ra nguyên thần thật ra không phải chuyện khó khăn gì. Khó là khó ở chỗ không ai có dũng khí để làm. Như mọi người đã biết, tư duy tri thức cùng hành vi của mỗi người đều do thần thức điều khiển, mà thần thức và bản chất của nguyên thần đều như nhau cả, đều có thể điều khiển cơ thể con người. Cho nên cả hai đều không cùng chung thỏa hiệp, chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Một là kết tụ nguyên thần để thay thế thần thức, hai là không cần phải kết tụ nguyên thần, chỉ cần thần thức làm chủ cơ thể là được. Mà nguyên thần muốn thay thế thần thức, sẽ gặp phải hai loại thất bại thứ nhất là nguyên thần chưa kiểm soát tốt sẽ trực tiếp xuất khiếu ly tán nguyên thần xuất khiếu đối với huyền quan mà nói chính là một đả kích tàn khốc đó có nghĩa là chân khí từ trước đến giờ được diễn hóa bên trong huyền quan đều sẽ mất trắng cần phải trùng tu lại từ đầu còn cái thứ hai chính là thần thức bị thôi hủy trước đây đối với người tu hành chính là trí chí mạng nhất bởi vì nếu như thần thức bị thôi hủy trước mà nguyên thần vẫn chưa nhập chủ thì con người sẽ trở thành người thực vật vô tri vô giác hoặc có thể trực tiếp chết đi rất nhiều người tu hành cả đời cũng không dám thử kết tụ nguyên thần, chính là sợ trong quá trình thay thế sẽ xuất hiện một trong hai vấn đề đó. Nói chung, muốn kết tụ ra nguyên thần cần phải có một cơ duyên rất lớn mới được, mà những người tu hành trong thời đại mạt pháp đang thiếu chính là cơ duyên đó. Khương Tuyết Dương nói, Lữ Thuần thật sự rất may mắn, mỗi lần hắn thất bại đều là nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần kết tụ lại từ đầu là được. Sư phụ, sau khi kết tụ nguyên thần thì Lữ Thuần sẽ mạnh đến mức nào? Tôi hỏi. Nguyên thần không chịu sự ràng buộc của dục vọng và tình cảm, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của chân khí. Đối với bản thể cá nhân mà nói thì chính là sự lột xác quả quyết nhất, ngũ cảm lục thức đều sẽ được đề cao đến cực hạn, so về đạo hạnh thì phải hơn ta gấp bội đấy. Khương Tuyết Dương than thở nói, nhưng chẳng phải cô nói đạo hành không phải xem cảnh giới tu vị, mà chỉ xem bản thân mỗi cá thể như nào sao. Nếu như Lữ Thuần chỉ là một tán tu hoặc xuất thân từ một đạo thống nhỏ, sau khi kết tụ nguyên thần bị khiếm khuyết sự chống đỡ của đạo Pháp thì cũng không có gì đáng sợ cho lắm. Ấy thế hắn lại là đệ tử tinh anh của Phủ Thiên Sư, loại người này thì làm sao có thể học không được đạo Pháp thần thuật tương đương cơ chứ? Khương Tuyết Dương nói, hơn 100 năm trước, Phủ Thiên Sư đã có vị đạo sĩ kinh tài diễm tuyệt khởi nguồn mê cục của Đàm Cửu Long, bây giờ lại xuất hiện một lữ thuần với cảnh giới nguyên thần để thu dọn tàn cuộc. Xem ra bất luận bên trong đàm cửu long có ẩn giấu bao nhiêu cơ duyên đi chăng nữa, thì tất cả đều thuộc về phủ thiên sư bọn họ cả, những đạo môn khác muốn chen chân vào còn khó hơn cả lên trời. Nói đến cơ duyên, phúc hỏa tương y, thông thường cơ duyên đều phát sinh trong lúc gặp tai nạn. Lý do đàm cửu long có thể hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt trong thiên hạ, chính là vì có người nghi ngờ bên trong đó có ẩn chứa một phần cơ duyên vô cùng lớn. Nếu không thì vị đạo sĩ năm xưa cũng không ngàn dặm xa xôi từ núi Long Hổ chạy đến chỗ chúng tôi, bày ra một trận chiến khủng khiếp đến vậy, một phát chơi đứt hẳn tám vị hoàng hà đại vương cùng với chín con ác long. Sư phụ, cho dù đạo môn thiên hạ không đủ sức chống lại phủ thiên sư, vậy còn âm ti thì sao? Khi đó vương phương tử đảo lên bờ đã kéo âm ti vào vũng lầy của đàm cửu long rồi, bây giờ âm ti cũng biết tin tức phá quân ra đời, không lẽ bọn họ sẽ chân mắt nhìn cơ duyên trong đàm cửu long bị phủ thiên sư lấy sạch sao? Tôi hỏi, trong thời đại mạt Pháp, âm ti vẫn chưa đủ sức để chống lại phủ thiên sư, phải chịu sự điều khiển của thiên đạo, 36 vị quỷ tướng đều bị áp chế tại tu vị chân khí tiên phong, thập đại âm soái cũng chỉ là huyền quan, xét về mặt chiến lực thì cũng chỉ có mỗi phạt ác phán quan trung quỷ đạt cảnh giới nguyên thần, nhưng ông ấy luôn bận rộn công vụ không thoát thân được. Còn về phần thập điện Diêm Vương, thần vị được đích thân thiên đình sắc phong đấy, đến cả điện Diêm Vương cũng không lên tiếng thì đừng nói tới bản tôn có thể nhúng tay vào việc của dương gian. chương 78, Tham lang Thất Sát 2 Nói thế thì, đợi đến tiết hạ nguyên, phủ thiên sư ăn chắc đàm cửu long rồi còn gì cũng khó nói lắm người của ma đạo không để hoàng hà nương nương đứng một mình trên đài đâu khương tuyết dương nói ma đạo bây giờ vẫn còn người dùng được sao tôi hỏi ban đầu là ma đạo chủ động tránh đời chứ không phải bị đuổi cùng giết tật bọn họ chỉ là đang ẩn giấu trong âm nhân của thiên hạ mà thôi thật ra biến số lớn nhất không phải do âm nhân tôn thờ chủ nghĩa ma đạo giáo nghĩa đâu mà nguyên nhân chính đó là tham lang và thất sát nếu như hai tinh vị này cũng đã nhập thế vậy thì đàm cửu long sẽ trở thành tai kiếp của đạo môn đó là điềm báo hội chiếu tam phương tứ chính thiên hạ đổi chủ không thể nào xoay chuyển được nữa có phải sư phụ đã đoán ra được gì không tôi hỏi tiếp tham lang một người nham hiểm và lừa lọc bạch hà sầu là hiểm nghi lớn nhất vậy thất sát sẽ là ai chứ tôi nghe cô ấy nói bạch lão quỷ có thể là tham lang thì cũng không kinh ngạc gì tôi chỉ quan tâm đến thất sát mà thôi thất sát là liên quan chính đến thiên cơ không thể biết được cũng không thể nói được không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy khi cô ấy nói câu này, ánh mắt cô nhìn tôi có vẻ thâm sâu lắm, thời gian đã không còn sớm nữa, tôi và Khương Tuyết Dương nói lời cáo biệt, trước khi đi đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi, "Sư phụ, cô nói có khi nào Lữ Thuần sẽ động thủ trước Tiết Hạ Nguyên không?" "Sao hả, cậu sợ hắn sẽ đi tìm Hoàng Hà Nương Nương gây phiền phức sao?" Khương Tử Dương hỏi, "Ừm, um, nói thế nào thì cô ấy cũng là vợ tôi, cho dù chỉ là trên danh nghĩa." Tôi trả lời, trước đó phủ thiên sư còn dung túng cho sự tồn tại của thùy họa thứ nhất là vì họ sợ cô sẽ giải mã được sự việc của vị đạo sĩ năm xưa và dẫn đến những lời chỉ trích dành cho phủ thiên sư hai là do phủ thiên sư đích thực không ai dám đối kháng với cô ấy cả bây giờ phủ thiên sư đã có lữ thuần mà chân tướng của đàm cửu long rất nhanh sẽ được sáng tỏ dưới thiên hạ thùy họa sẽ không còn giá trị để tồn tại nữa mà mấu chốt ở đây chính là thùy hỏa cũng đã xác nhận thân phận phá quân của cô ấy đó là nhân tố quan trọng để phục xuất ma đạo tổ sư không cần biết kết quả tại đàm cửu long như thế nào, Phủ Thiên Sư nhất định sẽ không tha cho cô ấy đâu. Cậu là chồng của Hoàng Hà Nương Nương, Lữ Thuần có động thủ trước hay không thì chỉ cần xem thái độ của hắn đối với cậu là biết ngay chứ gì. Tạ Lan, thật ra có chuyện này tôi luôn lấy làm lạ, Phủ Thiên Sư hình như rất dung túng cho cậu nhỉ. Theo lý mà nói cậu kết hôn cùng Hoàng Hà Nương Nương, đám người đó phải động thủ với cậu mới đúng chứ. Tôi chẳng qua chỉ là một con tép siêu trong Hoàng Hà thôi mà, còn không đáng để phủ thiên sư liếc mắt để ý tới nữa kia. Tép siêu, hoàng hà nương nương chọn cậu làm rể, diêm vương điểm máu ba lần không chết, bạch lão quỷ vì cậu đến đầu rồng hoàng kim cũng dám đổi để lấy bút luân hồi, cậu nói xem cậu giống tép siêu chỗ nào. Thậm chí tôi còn nghi ngờ mạng của cậu chính là được trộm ra từ đàm cửu long đấy. Vậy sư phụ cũng biết tôi chính là cô gia của hoàng hà nương nương, tại sao còn nhận tôi làm đệ tử? Tôi cố áp đi sự kinh hãi trong lòng hỏi, tôi cứ tưởng Khương Tuyết Dương vô tri vô giác, nhưng lại không nghĩ đến người như cô ấy làm sao cái gì cũng không biết được chứ, chẳng qua là nhìn thấu mà không nói tới thôi. Lý do này thì đợi cậu chính thức bái sư tôi sẽ trả lời. Khương Tuyết Dương nói, sau khi xuống núi, tôi liền đi đến thôn Hạ Bá, tôi muốn nói Thủy Họa nghe về chuyện của Lữ Thuần. Nhưng từ lúc hoàng hôn cho đến sáng ngày hôm sau, tôi có dùng mọi cách để gọi tên của cô nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện. Lúc này tôi đã suốt ruột lắm rồi, không còn nhẫn nại nữa nên đã chạy ra thị trấn để tìm sư mẫu khương tuyết dương nói âm nhân trong thiên hạ có người của ma đạo tôi nghi ngờ sư mẫu tôi có thể cũng vậy nếu không thì bạch lão quỷ sao lại cưới bà làm vợ chứ tôi cứ tưởng cậu đi theo khương tuyết dương thì đã quên đi sư mẫu này rồi chứ nhìn thấy tôi đến ngữ khí của sư mẫu liền trở nên lạnh nhạt sư mẫu có phải bà là người của ma đạo tôi không giải thích gì mà trực tiếp hỏi tại sao lại hỏi tới chuyện này sắc mặt của sư mẫu trầm xuống nhìn vẻ mặt của bà tôi đã biết mình đoán đúng rồi thì ra không chỉ chú Bạch và Thùy Hỏa đang lừa tôi, mà cả sư mẫu cũng thế, nhưng cũng may tôi đã quen với chuyện này rồi. Người xưa có câu hay lắm, người chưa trải qua gian khổ thì khó trưởng thành, chưa bị đả kích thì mãi ngây thơ, bây giờ tôi đã không còn ngây thơ như trước nữa, nếu không thì tôi cũng sẽ không bái Khương Tuyết Dương làm sư, cố ý xa cách với sư mẫu. Chỉ là sư mẫu quanh năm đều ở trong tiệm hàng mã, cho nên tin tức có hơi lạc hậu một chút, tôi nghĩ bà đến giờ vẫn chưa biết chuyện Thùy Hỏa đã bại lộ thân phận phá quân của cô ấy. Bà quả nhiên là người của ma đạo. Tôi nói Tạ Lan, nếu như cậu muốn biết cái mạng của Hoàng Hà Nương Nương đang cược là ai từ miệng tôi, vậy thì bây giờ cậu có thể quay về rồi. Tôi sẽ không nói cậu hay đâu. Sư mẫu tôi lạnh lùng nói, sư mẫu, thân phận phá quân của Thủy hỏa đã được xác nhận rồi. Nếu tới tận bây giờ tôi vẫn không đoán được cái mạng đó là của ai thì có phải tôi khờ quá rồi không? Người có thể khiến phá quân làm châu làm ngựa, thân phận của hắn còn phải đoán nữa sao? Sát phá lang tam tinh, thất sát phi tôn. Người mà Thùy Họa muốn cược đó chính là ma đạo tổ sư chứ còn ai nữa. chương 79, Mao Sơn Hành Tổ 1 Ban đầu đoán ra mạng của tôi rất có khả năng là ma đạo tổ sư, trong lòng tôi liền dậy sóng một cách kinh hãi. Nhớ lại chuyện mẹ tôi nói tính cách tôi nham hiểm, khả năng này cũng lớn lắm. Ma đạo hiểu giáo vô loài, đệ tử trong giáo phái không chỉ sơn tinh giã quỷ, âm linh quỷ quái, phàm là các loài có lông hoặc mọc sừng hay là những loài nhầy nhụa ướt át đi chăng nữa đều có thể gia nhập vào ma đạo tuy đệ tử nhiều hơn hẳn so với tiên đạo và nhân đạo nhưng trong mắt người phàm thì danh tiếng của ma đạo vẫn không thể sánh bằng sơn tinh giã quỷ tính cách khó thuần không tôn trọng lễ pháp lại hành sự hỉ nộ vô thường có một khoảng thời gian dài người của ma đạo được xưng là hội người hoang dã nhưng người của ma đạo cũng có một điểm tốt chính là trọng tình trọng nghĩa có thể vì đồng môn mà không tiếc sinh mạng của mình năm xưa khi ma đạo tổ sư tử trận tại vực trà hồn ma đạo hộ pháp phá quân thiên tôn vì hắn một mình xông vào âm ti một đao cắt nước sông vong xuyên. Chém giết đến nỗi ngũ phương quỷ đế cũng không dám đáp trả đao phong, cuối cùng vẫn là phong đô đại đế đích thân ra mặt hủy đi pháp thân, cướp đoạt luôn thế giới huyền quan của cô. Có như thế thì mệnh cách của phá quân mới trùng quy bắt đầu, mà nguyên thần của cô ấy bị đánh tan nát sau cùng bị đầy vào lục đạo luân hồi. Cho đến giờ chuyện đã cách 3.000 năm, mệnh cách của phá quân lại một lần nữa hiện thế, vậy mà nó lại hiện thân vào Hoàng Hà Nương Nương hoặc có thể đúng thật đã ứng nghiệm lời tiên đoán của ma đạo tổ sư hắn sắp quay về rồi chỉ là từ giây phút tôi đoán ra chân tướng trong lòng tôi luôn có một âm thanh nói với tôi rằng tôi không phải là người đó khi tôi nói tôi đã biết cái mạng mà thùy họa đang cược là của ai sư mẫu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc muốn nói gì nhưng rồi lại thôi tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà hiện giờ nếu như tôi thật sự là mạng của người đó thì bà sẽ không nhìn tôi bằng thái độ như vậy chỉ tiếc là tôi vẫn còn một nửa xác suất chính là mạng của vị đạo sĩ năm xưa. Cho nên, sư mẫu tôi chỉ có thể giữ im lặng ngay lúc này thôi. Sư mẫu, tôi đến đây không phải là muốn hỏi bà cái gì, mà tôi chỉ muốn nói với bà một chuyện, Phủ Thiên Sư đã chọn ra được tân nhậm hành tẩu thiên hạ rồi. Tôi nói, là ai, Lữ Thuần, Lữ Thuần, tôi có từng nghe nói đến hắn, người này đúng thật là một gã điên trong đạo môn mà, trước sau 8 lần kết tụ nguyên thần thất bại, không chết là mạng lớn lắm rồi. Sư mẫu, Bà sai rồi, Lữ Thuần kết tụ tổng cộng 9 lần, mà hắn đã thành công rồi. Gì chứ, sư mẫu tôi kinh ngạc, vẻ mặt không tin. Ngày mai Huệ Tề Quán sẽ vì hắn mà đón gió tẩy trần tại Thánh Điện đổ mẫu nguyên quân và cử hành đại hội luân đạo. Bây giờ Thùy Họa đang rất nguy hiểm, Lữ Thuần có thể động thủ với cô ấy bất cứ lúc nào, chúng ta đều biết Thùy Họa chưa hề kết tụ ra nguyên thần, cô ấy có thể nhập thế làm người đều nhờ vào viên giao nhân lệ ban cho. Vậy thì cậu nên thông báo cho cô ấy ngay lập tức mới phải sư mẫu tôi nói tôi đợi cô ấy ở cổ tế đài cả đêm cũng không thấy cô ấy xuất hiện tôi biết bà là người trong ma đạo nhất định sẽ có cách liên lạc với cô ấy đúng không tôi sốt ruột hỏi hoàng hà nương nương luôn ẩn náu hành tung của mình cổ tế đài ở thôn hạ bá chỉ dùng để che mắt mà thôi thực chất bản tôn của cô ấy không hề ở đó phải làm sao bây giờ tạ lan hai người thành hôn bao lâu bộ cô ấy không nói cho cậu biết cách liên lạc sao sư mẫu tôi cũng sốt ruột hỏi lại không có tôi lắc đầu nói ai mà ngờ đến sư mấu cũng không có cách nào để liên lạc với thủy họa nhưng tôi không thể cứ nán lại ở nơi này được tôi còn phải đến huệ tề quán tham gia nghi lễ đón gió của lữ thuần nữa khương tuyết dương từng nói qua lữ thuần có động thủ trước hay không thì phải xem vào thái độ của hắn đối với tôi là biết ngay tôi nhất định phải đến huệ tề quán để thử lòng hắn mới được huệ tề quán hôm nay không nhận hương khách tục thế cho nên ngoài cửa vắng hoe không có đến một bóng người nhưng bên trong đạo quán lại không như vậy các đạo thống lớn đều phái người đến cả rồi trong đó không chỉ có những nhân vật trưởng giáo phủ thiên sư vốn dĩ đã rất có tiếng nói mà hành tàu thiên hạ thuộc cảnh giới nguyên thần lại càng hấp dẫn các cặp mắt của thiên hạ hơn đạo môn rất xem trọng lữ thuần âm ty cũng thế thành hoàng gia bản địa dẫn theo nhật giả du thần còn có nghiêu mã tướng quân đến để tham dự thành hoàng gia tuy là văn chức nhưng vì có cơ duyên vĩnh cố thần vị quyền lực quản chế địa vực cũng không kém hơn tuần dương phán quan là bao cho dù đàm cửu long không thuộc sự quản thúc của thành hoàng gia, nhưng nhất cử nhất động hay là sinh tử phúc hỏa của sinh linh bản địa đều sẽ được ghi lục trong sổ sinh tử của ông hết. hơ chức quan không lớn nhưng có ai dám xem nhẹ sự tồn tại của thành hoàng gia cơ chứ? đầu mẫu nguyên quân là vị thần cố hữu của đạo giáo, tương truyền rằng đó chính là ngôi sao mẹ của bắc đầu cửu tinh, phụ trách lôi hải trên cõi thiên thai, thần biện của cô chỉ đứng sau tam thanh trong môn phái đạo gia.